chương 141, lòng của bác sĩ. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt trên mặt tôn bác chất đầy nụ cười nịnh nọt, hóa ra là tổng giám đốc lưu sao, mới vừa rồi là mắt của tôi vụng, không có nhận ra, mong được tha thứ. Bớt nói nhảm, mau nhường người cứu con tôi đi, sao? Lưu viễn trí hung hăng trợn mắt nhìn tôn bác một chút, tức giận nói. Ông chờ một lát, chuyện này tôi lập tức sắp xếp. Tôn bác cười theo nói lập tức ông ta liền kêu tất cả còn đang trong bệnh viện đến. Thế nhưng, sau khi tất cả các bác sĩ này xem xét thương thế của con trai Lưu Viễn Trí, cả đám đều lắc đầu, không ai dám tiến lên mổ chính. Dù sao Lưu Viễn Trí nhi tử Lưu Bằng Phi, tổn thương thật sự là quá nặng rồi. Tỷ lệ cứu sống được, chỉ có chưa đến 2%. Audio điện tử võ tấn bền. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đây chính là con trai của Lưu Viễn Trí đó nếu chết ở trong tay ai đây tuyệt đối là phải xong đời rồi lấy bối cảnh cùng sức mạnh của lưu viễn trí ở giang châu đủ để người ta sống nửa đời sau trong tù cho nên dưới áp lực lớn thân phận của lưu viễn trí cùng thương thế lại nghiêm trọng như thế không có một cái bác sĩ là dám gánh chịu cái phong hiểm này cả đám đều cúi đầu không dám lên tiếng nói chuyện đi bình thường không phải cả đám đều khoác lác y thuật của mình hay thế nào sao sao lúc then chốt lại sợ rồi? Tôn bác hung hăng trợn mắt nhìn đám bác sĩ một chút, tức giận hỏi. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Viện phó tôn, tôi tài sơ học thiền, thủ thuật này tôi không làm được. Đúng vậy đó viện phó tôn, trình độ chữa bệnh của bệnh viện nhỏ chúng ta có hạn, chúng ta chính là có lòng cũng không có sức nha, tôi cũng không làm được. Viện phó tôn, tôi đây cũng còn có bệnh nhân, nếu không tôi trở về trước nha chấm 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 chấm, các bác sĩ nhao nhao lắc đầu từ chối nói. Bọn lang băm các người. Lưu Viễn Trí hung hăng trợn mắt nhìn đám bác sĩ này một chút, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, vừa mới chuẩn bị muốn nổi giận. Để tôi đến thử một chút xem sao. Mà đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên. Nghe giọng nói này, tất cả mọi người bao gồm cả đám bác sĩ cũng đều sợ ngây người. Loại này hạ lực không lấy lòng, thậm chí còn có khả năng dựng vào chính mình sự tình, người khác từ chối cũng còn từ chối không kịp đâu. Làm sao lại còn có người ngốc đến nỗi chủ động ôm vào người mình chứ? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo thể thao màu đen hưu nhàn đang đi về phía này. Không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Bởi vì đây gọi là lòng thiện của thầy thuốc. Diệp Thu cũng là một thầy thuốc anh sẽ không trơ mắt nhìn một sinh mệnh mất đi trước mặt mình. Có lẽ cái chuyện này cũng có liên quan đến những chuyện anh đã trải qua lúc còn bé. Nếu không phải Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Nhã có lòng tốt ra ngoài, cứu được anh thì cũng không có anh bây giờ. Cho nên, phàm là Diệp Thu gặp phải người cần trợ giúp, anh đều sẽ ra tay giúp một phen. Bởi vì Diệp Thu cảm thấy, người vô luận đi đến đâu loại cấp độ, đứng ở vị trí cao bao nhiêu, đều phải có một chữ thiện ở trong lòng bạn đối tốt với xã hội xã hội đương nhiên cũng sẽ đối tốt với bạn tôi có thể cứu anh ta diệp thu nhìn lưu viễn trí dùng sắc mặt bình thản nói chuyện này khiến lưu viễn trí cả người đều sững sờ người trẻ tuổi đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người không phải trò đùa cậu không cần thiết ăn nói bừa bãi đâu tôn bác chừng diệp thu một chút tức giận nói đúng đó tuổi quá trẻ khẩu khí cũng không nhỏ nơi này chính là bệnh viện ngay cả chúng tôi đều cứu người không được thì cậu có cách gì chứ nhóc con khoác lác phải nhìn trường hợp một chút bọn tôi ở đây có nhiều bác sĩ như vậy cũng không dám nói mình có thể cứu tự tin của cậu từ đâu đến thế người trẻ tuổi bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng có phải là xem nhiều tiểu thuyết mạng thần y quá rồi không thật sự coi mình là thần y sao phải biết đây chính là hiện thực trong lúc nhất thời các bác sĩ cũng nhao nhao mở miệng khinh bỉ nói theo bọn họ nghĩ, Diệp Thu hoàn toàn chính là đang khoác lác. Dù sao lưu bằng phi thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, những người bọn họ theo nghề bác sĩ đều có thể nhìn ra. Trừ phi là thần y như cắt hồng viễn ra tay, có lẽ còn có khả năng giữ lại mạng sống. Mà Diệp Thu, nhìn chỉ mới 20 tuổi, còn trẻ tuổi như thế, có thể có y thuật gì cao siêu chứ? Trông cậy vào anh có thể đem rừng bằng bay cứu sống, đó đơn thuần chính là một chuyện cười. Diệp Thu quét mắt qua đám bác sĩ kia một chút, mặt không thay đổi thản nhiên nói, các người cứu không được, đó chỉ có thể nói là y thuật của các người không hay, không có nghĩa là người khác cũng cứu không được, chẳng lẽ các người đều cho rằng bác sĩ dưới gầm trời này đều là lang băm giống như các người không bằng. Các bác sĩ nghe xong lời ấy của Diệp Thu, lập tức cấp nhãn, từng người trừng mắt nhìn Diệp Thu, nhao nhao lên tiếng nói, nhóc con, cậu nói ai là lang băm thế? Đúng đó, dám nói chúng tôi là lang băm? Vậy cậu là ai nhỉ? Cậu là bác sĩ sao? Tôi thấy tiểu tử này chính là cái gọi là mạng lưới bình xịt, bản thân không có bản lĩnh, còn tới chỗ cắn người linh tinh. Phó viện trưởng Tôn bác cũng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút, vô cùng khinh thường nói: "Người trẻ tuổi, trợn to con mắt của cậu nhìn cho kỹ, những người này của chúng tôi đều đường đường chính chính tốt nghiệp đại học y khoa, trình độ thấp nhất đều là nghiên cứu sinh." "Cậu thì sao? Có học đại học y khoa không?" há miệng đã dám nói chúng tôi là lang băm cậu thật đúng là quá khôi hài nghe những lời nói này diệp thu cũng lắc đầu cười cười thản nhiên nói thật là xin lỗi vừa rồi tôi nói bậy rồi các bác sĩ nghe vậy còn tưởng rằng diệp thu sợ muốn xin lỗi mình nữa nhưng mà còn chưa đợi bọn họ đắc ý chỉ nghe diệp thu một mặt ngoạn vị tiếp tục nói tôi không nên nói các người là lang băm bởi vì các người ngay cả lang băm cũng không bằng thậm chí các người hoàn toàn cũng không xứng làm bác sĩ. Lòng thiện của bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân vốn là thiên chức của bác sĩ, mà các người lại thấy bệnh nhân thương thế nghiêm trọng, lại kiêng thân thế của bệnh nhân, sợ gánh trách nhiệm, cho nên đều từ chối ra tay cứu trị bệnh nhân, dự định trơ mắt nhìn bệnh nhân đi chết, các người như thế này, xứng làm bác sĩ sao? Diệp Thu vừa vặn đâm chung ý nghĩ trong lòng các bác sĩ. Điều này khiến sắc mặt tất cả bác sĩ đều thay đổi vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng phản bác Diệp Thu thế nào. Thấy vậy, Diệp Thu cũng xem thường cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía tôn bác, cười lạnh nói, y thuật cao thấp, xưa nay không nhìn trình độ, ngay cả đám người này của các người, ngay phép tấm lòng đơn giản nhất của bác sĩ cũng không có, trình độ cao thì cũng có lợi ích gì. Cũng giống một phế vật như thường mà thôi, mặc dù tôi chưa từng học đại học y khoa, nhưng cũng còn mạnh hơn các người gấp trăm lần. Nhóc con, cậu, Tôn bác chừng hai mắt một cái, bị Diệp Thu đổi phải nói không ra lời nói đến. Diệp Thu không tiếp tục phản ứng tôn bác nữa mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lưu Viễn Trí, thản nhiên nói ông có bằng lòng để tôi thử một lần không? Người trẻ tuổi, cậu thật sự có thể cứu con tôi sao? Lưu Viễn Trí nhíu mày, trầm giọng nghi ngờ nói, chương 142, sắp không còn thở. Lưu Viễn Trí sửng suốt một chút. Đương nhiên ông ta cũng từng nghe qua danh của giáo sư Hồ, đây chính là giáo sư tiêu chuẩn nhất của y khoa ở Giang Châu. Lúc ấy ông ta quyết định đưa con trai đến bệnh viện Lân Cận này, cũng là đến vì danh tiếng lớn lao của giáo sư Hồ. Chỉ tiếc giáo sư Hồ không ở đây, chuyện này khiến ông ta rất là tuyệt vọng. Mà bây giờ, Tôn bác nói có thể lập tức liên hệ giáo sư Hồ tới, chuyện này khiến ông ta ít nhiều cũng có chút động lòng. Dù sao so sánh giữa một người trẻ tuổi là ai cũng không biết với giáo sư Hồ là chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực y học ông ta tương đối vẫn nguyện ý tin tưởng giáo sư hồ hơn bao lâu giáo sư hồ mới đến lưu viễn trí nhíu mày trầm giọng hỏi nhiều nhất là nửa tiếng tôn bác vội vàng nói mau gọi đi lưu viễn trí thúc giục nói tôn bác không dám do dự vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm dãy số của giáo sư hồ thấy vậy diệp thu híp híp hai mắt nhìn lưu viễn trí thản nhiên nói cho nên ông định đợi giáo sư hồ kia đến cứu con ông sao Người trẻ tuổi, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, cho nên tôi không thể tin cậu được. Lưu Viễn Trí dùng sắc mặt âm trầm nói. Ha, vậy cáo từ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, quay người trực tiếp hướng đi ra ngoài cửa bệnh viện. Anh đã vươn tay ra giúp đỡ, nhưng đối phương không nhận tình nghĩa, vậy anh cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Hắc hắc, Tổng Giám Đốc Lưu, quyết định này của ông thật đúng đắn, bất luận là lúc nào, đều phải tin tưởng vào bệnh viện của chúng tôi. Tên nhóc nói năng bừa bãi không rõ lai lịch như thế này hoàn toàn không đáng tin cậy. Sau khi Tôn Bác cúp điện thoại, nhìn Lưu Viễn Trí, một mặt nịnh nọt nói: "Đừng nói nhảm, giáo sư Hồ đến chưa?" Lưu Viễn Trí trợn mắt nhìn Tôn Bác một chút, không vui hỏi: "Đang ở trên đường, chậm nhất là 20 phút sẽ đến." Tôn Bác nhếch miệng vừa cười vừa nói: "Ừm." Lưu Viễn Trí nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị thở một hơi dài nhẹ nhõm mà lúc này một vệ xị áo đen canh giữ ở bên cạnh giường bệnh lại đột nhiên hết ông chủ hô hấp của cậu chủ sắp mất rồi cái gì sắc mặt của lưu viễn trí bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi vội vàng đi tới bên cạnh con trai mình là lưu bằng phi đưa tay thăm dò dưới mũi một chút quả nhiên hơi thở của lưu bằng phi càng ngày càng yếu ớt thậm chí đã bắt đầu chỉ có hít vào mà không có thở ra chuyện này khiến cho lưu viễn trí trong lúc nhất thời cũng luống cuống vội vàng chừng mắt quát đám kia bác sĩ các người nhanh cứu con tôi đi các bác sĩ đều rụt cổ một cái không có một ai dám lên trước dù sao nếu như chuyện này giúp không được vậy bọn họ sẽ bị ụp nổi như thường rồi tổng giám đốc lưu ông đừng sốt ruột giáo sư hồi nhiều lắm là mười mấy phút nữa sẽ đến chỉ có ông ấy mới có thể cứu được quý cậu đây tôn bác vội vàng ý đồ trần an nói ta có thể đi mẹ nó a à. nhi tử ta lập tức cũng nhanh muốn không còn thở biết sao còn mười mấy phút, chờ giáo sư hồ tới thì thi thể con tôi đã lạnh rồi, bọn lang băm các người, thậm chí ngay cứu giúp cơ bản nhất cũng không dám, ông đây cần các người làm gì. Trong nháy mắt hai mắt của Lưu Viễn Trí trừng tròn vo, giận tím mặt nói. Tổng giám đốc Lưu, xin ông hãy kiên nhẫn chờ chút, giáo sư hồ đến, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Tôn bác ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể cười theo nói. Chúng ta mẹ nó. Lưu Viễn Trí thật sự phẫn nộ, lại tuyệt vọng mà đúng lúc này ông ta bỗng nhiên lại nhớ tới diệp thu rời đi trước đó chuyện cho tới bây giờ ông ta cũng không quản được nhiều như vậy cùng nó ở đây bạch bạch chờ lấy nhi tử chết đi còn không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống đâu chuyện ngôn tình nghĩ tới đây lưu viễn trí vội vàng nói với một tên bảo vệ trong đó nhanh nhanh đi ngăn người trẻ tuổi vừa nảy lại vâng bảo vệ không nói hai lời quay đầu liền chạy ra bên ngoài bệnh viện đuổi theo. Mà Diệp Thu vừa mới đi đến cửa chính bệnh viện, đang chuẩn bị đón một chiếc xe taxi rời đi. Đúng lúc này, tên bảo vệ kia đuổi tới, đưa tay ngăn Diệp Thu lại, khách khách khí khí nói, anh xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Diệp Thu nghi ngờ nói. Ông chủ của chúng tôi muốn xin anh trở về. Bảo vệ nói. Ha, lông mày Diệp Thu nhíu lại. Mà đúng lúc này, Lưu Viễn Chí cũng đuổi tới vội vàng nhìn diệp thu xin giúp đỡ nói cậu nhóc con tôi sắp không được rồi nếu cậu thật có thể cứu nó còn xin cậu ra tay cứu con tôi một lần với coi như tôi van xin cậu không phải không tin tưởng tôi sao chuẩn bị chờ giáo sư hồ gì đến đó sao khóe miệng của diệp thu có hơi câu lên một mặt ngoạn vị hỏi thật xin lỗi trước đó đều là lỗi của tôi tôi xin lỗi cậu còn xin cậu bất luận như thế nào cũng ra tay cứu con của tôi một chút đi sau đó tôi nhất định thâm tạ ngươi, cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho cậu. Lưu Viễn Trí vả một bà tay lên mặt mình, mặt mũi tràn đầy áy náy khổ sở cầu khẩn nói. Thấy vậy, Diệp Thu cũng thở dài một hơi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ mà, đường đường là chủ tịch của địa sản Viễn Trí lại vì con mình mà ăn nói khép nép còn tự mình tát một cái. Không thể không nói, Lưu Viễn Trí này quả thật cũng là một người cha tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Cả người lưu viễn trí đều sướng sờ, lập tức trong nháy mắt trên mặt hiện đầy vui mừng, vội vàng nghiêng người bày ra một cái bàn tay xin mời, nói, mời nhạn lên. Ừm, um. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo lưu viễn trí cùng nhau quay lại bệnh viện. Tôn bác thấy lưu viễn trí lại mời Diệp Thu về, trong mắt cũng lóe lên một tia không vui, vội vàng nhìn lưu viễn trí nói, tổng giám đốc lưu, ông thật sự chuẩn bị tin tưởng tên nhóc con miệng lưỡi dẻo quẹo này sao không tin cậu ấy chẳng lẽ tin tưởng ông sao vậy ông đến làm phẫu thuật cho con tôi đi lưu viễn trí hung hăng trợn mắt nhìn tôn bác một chút lạnh giọng quát lớn nghe vậy tôn bác rụt cổ một cái lập tức không dám nói tiếp nữa chỉ là bền trong ánh mắt ông ta nhìn về phía diệp thu lại hiện lên đầy vẻ ác độc thầm nghĩ nhóc con để xem lát nữa mày làm cậu lưu chết thì phải làm cái sao chờ đi gặp nạn đi. Diệp Thu trực tiếp đi tới bên cạnh Lưu Bằng Phi, đại khái kiểm tra một chút, lập tức nhìn Lưu Viễn Trí, thản nhiên nói, sắp xếp cho tôi một phòng giải phẫu. Được. Lưu Viễn Trí nhẹ gật đầu, lập tức vội vàng trừng mắt quát tôn bác, còn đứng ngây ra đó làm gì chứ? Nhanh sắp xếp đi chứ. Vâng vâng vâng. Tôn bác không dám mạnh miệng với Lưu Viễn Trí, vội vàng phái người đi sắp xếp. Mà Lưu Viễn Trí đối với ông ta càng hung ác, trong lòng của ông cũng càng oán hận Diệp Thu, nghĩ cách chuẩn bị trả thù Diệp Thu. Cũng may hiện tại là ban đêm. Lại thêm cũng không phải bệnh viện lớn gì, phòng giải phẫu vẫn là có thừa. Có Tôn bác ra mặt, rất nhanh liền đã sắp xếp được một gian. Dưới sự giúp đỡ của đám bảo vệ, sau khi đẩy Lưu Bằng Phi vào phòng giải phẫu, Diệp Thu liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bắt đầu giải phẫu cho Lưu Bằng Phi. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lưu Viễn Trí canh giữ ở cửa phòng giải phẫu, chờ đợi trong lo lắng. Tê tê ông mắt của Tôn Bác chuyển lòng vòng, nhìn Lưu Viễn Trí, nói Tổng Giám Đốc Lưu, không phải ông thật sự dự định trông cậy vào tên nhóc này cứu sống con trai của ông chứ. chương 143, tốt nhất đừng động đậy. Nghe thấy những lời này, Lưu Viễn Trí nhíu mày hơi trần chờ một chút. Mà ngay lúc này, cuối cùng giáo sư Hồ cũng đã chạy đến giải phẫu. Tôn Bác lập tức vội vàng tiến lên nghênh đón, trên mặt đầy vẻ nịnh hót, giáo sư Hồ, cuối cùng giáo sư cũng đến rồi. Nếu giáo sư còn không đến thì danh tiếng của bệnh viện chúng ta sẽ bị một cái thằng danh chưa đủ lông đủ tóc phá mất. Chuyện gì đã xảy ra? Giáo sư Hồ nhíu mày, nghi ngờ nói. Tôn bác vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho giáo sư Hồ. Nhất định là làm cầu thả. Sau khi nghe xong, sắc mặt giáo sư Hồ lập tức tối sầm, trợn mắt nhìn đám bác sĩ sau lưng tôn bác, tức giận nói: "Tại sao các người lại không cứu chữa bệnh nhân mà lại để cho một thằng nhóc trẻ tuổi qua đường giải phẫu cho bệnh nhân? Các người làm vậy không phụ lòng bộ quần áo mà các người đang mặc sao?" Bệnh tình của bệnh nhân thật sự quá nghiêm trọng, chúng tôi cũng là sợ không cứu được, muốn chờ giáo sư tới mà." Một tên bác sĩ rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầm bầm. Các bác sĩ còn lại cũng đều gật đầu theo. Bớt ở đó kiếm cớ đi. Giáo sư hồ trợn mắt nhìn các bác sĩ. Ngay sau đó nhìn Lưu Viễn Trí đang canh giữ ở cửa phòng mổ, mở miệng nói với khuôn mặt đầy đầy vẻ nghiêm túc, "Ông Lưu, bây giờ tôi cần lập tức vào phòng mổ để kiểm tra tình hình của con trai ông, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng hơn." "Được thôi giáo sư Hồ, mời giáo sư vào." Lưu Viễn Trí vội nhường đường. Dù sao ông ấy vẫn tương đối tin tưởng giáo sư Hồ. Nhưng mà, ngay khi giáo sư Hồ chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, cửa phòng lại được mở ra. Diệp Thu từ bên trong đi ra. Nhìn Lưu Viễn Chí nói thản nhiên, về cơ bản thì con trai ông đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà nếu như ông không muốn anh ta có chuyện gì thì trước hết đừng rút hết kim châm trên ngực anh ta ra. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp đi ra ngoài. Mà giờ phút này, Lưu Viễn Chí cũng không có thời gian phản ứng Diệp Thu, vội vàng nhìn giáo sư Hồ nói với vẻ cầu xin, "Giáo sư Hồ, xin giáo sư đích thân kiểm tra cho con trai của tôi." Giáo sư Hồ gật đầu, ngay sau đó tôn bác và một đám bác sĩ đi theo ông cùng lưu viễn trí vào phòng mổ sau khi từ phòng mổ ra diệp thu đi tới sảnh lớn của bệnh viện chuẩn bị về nhà thì một người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía anh rồi chạy tới trên mặt đầy vẻ sốt ruột thấy vậy diệp thu nhíu mày một cái bởi vì anh biết người đàn ông trung niên này chính là sở giang con trai của ông già tóc bạc mà anh cứu trên đường cậu diệp cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu rồi tôi cứ tưởng cậu đã rời đi rồi chứ sở giang thở hồn hền sao vậy diệp thu hỏi với vẻ nghi hoặc đột nhiên ba tôi lại ngất xỉu cũng không biết làm sao bác sĩ cũng không khám ra bệnh gì làm phiền cậu khám cho ông ấy một lần nữa không sao ông không cần lo lắng bây giờ tôi qua đó với ông diệp thu gật đầu một cái ngay sau đó cùng sở giang chạy đến phòng bệnh của ông cụ sở cùng lúc đó bên trong phòng mổ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người giáo sư Hồ Đích Thân kiểm tra toàn bộ thân thể cho Lưu Bằng Phi cẩn thận, sau đó nhướng mày. Lúc trước nghe Tôn Bác miêu tả, Lưu Bằng Phi bị thương vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân có nhiều chỗ bị gãy xương và nhiều vết thương nghiêm trọng. Vùng dưới ngực còn bị một thanh kim loại sắc bén đâm xuyên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ, từ đầu đến chân Lưu Bằng Phi, những chỗ bị gãy xương đều đã được nối xương, hơn nữa vết nối tương đối hoàn mỹ, sau khi hồi phục sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào mà vết thương trên người Lưu Bằng Phi, bao gồm cả vết thương chí mạng bởi kim loại sắc bén đâm ở vùng dưới ngực cũng đều được khâu lại rồi. Tay nghề khâu vết thương khá khéo léo, thậm chí nếu như sau này khôi phục tốt, căn bản cũng sẽ không nhìn thấy vết sẹo. Thế vậy, trong mắt giáo sư Hồ cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Bởi vì căn cứ theo lời Tôn Bác nói, từ khi Lưu Bằng Phi bị đẩy tới phòng mổ đến bây giờ cũng chỉ mới mười mấy phút trôi qua mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ một người mà đã có thể xử lý vết thương một cách gọn gàng sạch sẽ thế này hơn nữa còn nối những vị trí bị gãy xương một cách hoàn mỹ xem ra người trẻ tuổi vừa rồi cũng không đơn giản giáo sư hồ để tay lên ngực tự hỏi đổi lại là mình thực hiện không có hai tiếng trở lên thì không hoàn thành được hơn nữa trong thời gian này còn phải có ít nhất ba người phụ tá thì mới được nhưng mà người trẻ tuổi diệp thu kia chỉ dùng mười mấy phút điều này thật sự làm tinh thần của giáo sư hồ rung động rất mạnh Giáo sư Hồ ngạc nhiên đến nỗi toàn thân đều sướng sờ ngay tại chỗ. Lưu Viễn Trí thấy đã một lúc lâu mà giáo sư Hồ cũng không nói lời nào nên nhíu mày, nhưng đầu nhìn tôn bác, có chút lo lắng hỏi sao giáo sư Hồ lại không nói gì vậy. Con trai của tôi không sao chứ. Yên tâm đi, mặc dù bệnh viện chúng tôi không lớn, nhưng giáo sư Hồ là giáo sư khoa y vô cùng nổi tiếng ở thành phố Giang Châu. Có ông ấy ở đây, chắc chắn con trai ông sẽ không có chuyện gì đâu tôn bác phẫu ngực bảo đảm ngay sau đó ông ta liếc mắt nhìn đám kim châm đang được cắm chẳng chịt trên ngực lưu bằng phi không kiềm được lại nghĩ tới lời dặn dò của diệp thu trước khi đi trong lòng lại cực kỳ không phục trực tiếp tiến về phía trước và nói với khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ đây là thứ lung tung gì thế này giải phẫu thì lo giải phẫu sao còn phải dùng kim châm cứu trung y không phải trung y tây y không phải tây y hoàn toàn là làm cầu làm thả còn ảnh hưởng đến việc kiểm tra của giáo sư hồ vừa nói, tôn bác vừa nhanh chóng rút sạch đám kim châm kia ra. Giáo sư hồ lấy lại tinh thần muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. Tít tít tít, ngay khi tôn bác vừa rút sạch kim châm không được mấy giây, máy móc lập tức điên cuồng kêu lên. Ngay sau đó, những vết thương đã được khâu lại và cầm máu bắt đầu dớm máu. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thay đổi. Tình huống gì thế này? Đây là tình huống gì vậy? Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Lưu Viễn Trí khó coi tới cực điểm, vô cùng lo lắng. Sắc mặt của Tôn Bác cũng lập tức thay đổi, vội vàng nhìn giáo sư Hồ nhờ giúp đỡ. Giáo sư Hồ, giáo sư mau nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này. Ông đúng là làm càn, ai bảo ông rốt châm ra. Giáo sư Hồ trợn mắt nhìn Tôn Bác và nói với vẻ không vui. Cái này, đám kim châm có liên quan gì đến chuyện này sao? Tôn Bác nhìn kim châm trong tay, được mặt tại chỗ. Lưu Viễn Trí thấy vậy thì tức giận tới cực điểm, chừng mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Bác và giận dữ hết, cái tên họ Tôn kia, nếu như con trai của tôi có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Ngay sau đó, vội vàng nhìn giáo sư Hồ nhờ giúp đỡ, giáo sư Hồ, xin giáo sư hãy cứu con trai tôi. Tôi thử xem sao. Sắc mặt giáo sư Hồ vô cùng nặng nề, ông ấy gật đầu một cái rồi lập tức tiến hành cứu chữa. chương 144, chờ ở ngoài cửa. Tôn Bác sợ tới mức cả người run lên, vội vàng nhìn giáo sư Hồ hỏi, "Giáo sư Hồ, không phải giáo sư nói đùa chứ?" Giáo sư Hồ chính là giáo sư y học nổi tiếng của thành phố Giang Châu, rất có uy tín ở phương diện này, sao ngay cả giáo sư cũng không cứu được? Lời tôi nói là thật, nếu muốn cứu cậu Lưu, có lẽ phải để cậu thanh niên vừa rồi ra tay mới được, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận điểm này, nhưng chắc chắn y thuật của người này cao hơn tôi. Giáo sư Hồ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cái gì, chuyện này, trong nháy mắt, sắc mặt tôn bác cực kỳ khó coi, vội vàng nhìn về phía Lưu Viễn Trí, cố gắng giải thích, tổng giám đốc Lưu, ông nghe tôi giải thích, tôi. Giải thích cái gì mà giải thích, Lưu Viễn Trí hung hăng chừng mắt liếc tôn bác một cái, ánh mắt kia như sắp muốn giết người. Ngay lập tức, ông vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ bên cạnh, chỉ vào tôn bác rồi nói, đánh ông ta cho tôi. Đám vệ sĩ không nói hai lời, xông lên tay đấm chân đá tôn bác. Tôn bác liên tục kêu la thảm thiết. Nhóm bác sĩ vây xem thấy vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đồng thời họ cũng cảm thấy may mắn, thật may đã không nhúng tay vào chuyện của Lưu Bằng Phi, nếu không bây giờ người chịu đòn chính là mình. Dưới sự vây đánh của đám vệ sĩ, mặt mũi tôn bác nhanh chóng bị đánh sưng không ra hình người, cho dù bây giờ mẹ ông ta đến đây cũng chưa chắc đã nhận ra ông ta. Lưu Viễn Trí thấy cũng đủ rồi thì xua tay. Lúc này đám vệ sĩ mới dừng tay, sách tôn bác đang đứng cũng không vững từ dưới đất lên. Lưu viễn trí đi tới trước mặt tôn bác, hung hăng chừng mắt liếc tôn bác một cái, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, tốt nhất ông nên cầu nguyện là tôi còn có thể tìm được cậu thanh niên vừa rồi, nếu không thì ông chờ chôn theo con trai của tôi đi. Nói xong, Lưu viễn trí xua tay, đám vệ sĩ trực tiếp đưa tôn bác ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau đó Lưu viễn trí nhìn giáo sư Hồ, nhờ và nói, giáo sư Hồ, trước khi tôi tìm được thanh niên kia, xin giáo sư cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của con trai tôi sau này chắc chắn tôi sẽ hầu tạ yên tâm đi chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức giáo sư hồ vội vàng gật đầu thấy vậy lưu viễn trí mới xoay người khỏi phòng phẫu thuật đi tới sảnh lớn của bệnh viện lưu viễn trí kêu đám vệ sĩ đi xung quanh hỏi thăm biết được diệp thu cũng chưa rời đi mà theo một người nào đó đến khu phòng bệnh vì thế ông ấy không nói lời nào dẫn theo người trực tiếp chạy tới phòng bệnh của ông cụ sở đẩy cửa đi vào. Mà giờ phút này, Diệp Thu đang kiểm tra sức khỏe của ông cụ sở. Thấy Lưu Viễn Trí đột nhiên xông vào, anh không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Nhưng thật ra đứa con của ông cụ sở là sở giang nhìn thấy Lưu Viễn Trí đến đây, lập tức ngạc nhiên và sướng sờ, vội vàng chào hỏi Tổng Giám Đốc Lưu. Tổng Giám Đốc Sở, sao ông lại ở đây? Lưu Viễn Trí nhìn thấy sở giang, cũng sừng sốt, bởi vì hai người quen biết nhau, lại còn từng hợp tác. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí và truyền thông Giang Nghi là công ty nằm dưới danh nghĩa của Sở Giang, Lưu Viễn Chí còn từng đầu tư cho ông ta, quan hệ giữa hai người không tệ. "A, à, ba tôi bị xe đụng trúng nên phải nằm viện, may mắn là cậu Diệp đã cứu ba tôi." Sở Giang thở dài một hơi, lập tức nhìn Lưu Viễn Trí hỏi, "Tại sao tổng giám đốc Lưu lại ở đây?" "Đừng nhắc nữa, một lời khó nói hết, sau này chúng ta gặp lại thì tôi sẽ kể chi tiết." Lưu Viễn Trí xua tay, lập tức vội vàng đi tới trước mặt Diệp Thu, nhìn thấy Diệp Thu, kính cẩn lễ độ nói, cậu Diệp, xin cậu hãy cứu con trai của tôi đi. Chờ ngoài cửa, Diệp Thu tiếp tục kiểm tra cho ông cụ sở, cũng không quay đầu lại mà nói, hả? Cả người lưu viễn trí sừng sốt, lập tức vội vàng nói, cậu Diệp, con trai của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, xin cậu nhất định phải ra tay cứu nó. Chờ ngoài cửa đi, tôi không muốn lặp lại lần thứ ba. Diệp Thu nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Sắc mặt Lưu Viễn Trí lập tức thay đổi, hít một hơi, sau đó chắp tay và kính cẩn nói với Diệp Thu, cậu Diệp, tôi chờ cậu ngoài cửa. Nói xong, Lưu Viễn Trí vội vàng dẫn đám vệ sĩ rời khỏi phòng bệnh. Sở Giang nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra đầy vẻ khiếp sợ. Lưu Viễn Chí là ai? Chính là người làm mưa làm gió ở thành phố Giang Châu, có tiền có thế, địa vị cao bao nhiêu thì không cần phải nói nữa. Phóng tầm mắt ra khắp thành phố Giang Châu, e rằng số người dám nói chuyện với Lưu Viễn Trí như vậy, hơn nữa Lưu Viễn Trí còn không dám phản bác, chỉ đếm trên một bàn tay. Nhưng không ai trong số họ không đứng trên đỉnh của kim tự tháp thành phố Giang Châu, ví dụ như người cầm quyền của bốn dòng họ lớn ở thành phố Giang Châu là Hoàng Tống Tiêu Quách. Nhưng hiện tại, ở trước mặt Diệp Thu, Lưu Viễn Trí cũng kính cẩn như thế. Hơn nữa, Diệp Thu kêu ông ấy ra chờ ở ngoài cửa, Lưu Viễn Trí lại không dám phản bác gì điều này không khỏi khiến cho sở giang âm thầm cảm thán xem ra cậu diệp cũng là một người vô cùng đặc biệt rất nhanh diệp thu đã kiểm tra xong xác định về sau không có gì đáng ngại sở giang cũng đã có thể hoàn toàn yên tâm bên ngoài phòng bệnh lưu viễn trí lo lắng chờ đợi lúc này diệp thu đi ra lưu viễn trí vội vàng bước tới đón sao lại thế này diệp thu nhíu mày nghi ngờ nói đều do tên khốn tôn bác ông ta rút hết kim châm của cậu ra. Lưu Viễn Trí chỉ vào tôn bác đã sưng mặt sưng mũi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Diệp Thu liếc tôn bác một cái, khóe môi cũng hiện lên vẻ cân nhắc, tươi cười, tôi nói này phó viện trưởng tôn, có phải ông thật lòng muốn gây khó dễ cho tổng giám đốc Lưu không? Lúc trước tôi khám bệnh cho con trai của ông ấy thì ông ngăn cản đủ kiểu, sau này tôi đã dặn không được đụng vào kim châm thì ông lại rút ra. Sao thế, Ông chuẩn bị tự tay tiến đưa con trai của tổng giám đốc Lưu sao? Nghe những lời mà Diệp Thu nói, Tôn bác đã sắp khóc tới nơi, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, sắc mặt trắng bệ cầu xin, "Cậu Diệp, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, lúc trước do tôi có mắt như mù, mắt chó đuôi mù. Tôi cầu xin cậu, nhất định phải ra tay cứu cậu Lưu, cứu tôi. Nếu cậu Lưu không may xảy ra chuyện, tổng giám đốc Lưu sẽ thật sự giết chết tôi. Chỉ cần cậu đồng ý ra tay cứu cậu Lưu sau này kêu tôi làm trâu làm ngựa cho cậu đều được. Vừa rồi lúc chờ Diệp Thu ngoài cửa, Lưu Viễn Trí đã buông lời độc ác, nếu Diệu Thu không đồng ý ra tay cứu Lưu Bằng Phi, ông ấy sẽ để tôn bác chôn theo Lưu Bằng Phi. Nếu là người khác nói lời này thì cũng thôi đi, không cần phải sợ, nhưng nếu lời này là do Lưu Viễn Trí nói ra, ông ấy hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Cho nên tôn bác bị dọa đến sắp tè ra quần, đương nhiên giờ phút này phải cố gắng ra sức cầu xin Diệp Thu, hy vọng Diệp Thu có thể ra tay. Nhưng đối với chuyện này, Diệp Thu không có chút nào đồng tình với ông ta, trong ánh mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 145, giúp tôi quyền góp đi. Á. À, trong chớp mắt, cả hành lang phòng bệnh đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết của Tôn Bác, điều này dẫn đến rất nhiều người vây xem. Có bác sĩ y tá, còn có bệnh nhân sau khi bọn họ nhìn thấy người bị vây đánh lại là Phó Viện Trưởng Tôn, cả đám đều vô cùng sướng sờ. Bình thường Phó Viện Trưởng Tôn vô cùng kiêu căng, cả ngày chỉ biết quát tháo ra lệnh cho bọn họ. Mà bây giờ lại bị người vây đánh trên đất, quan trọng còn không dám phản kháng. Điều này khiến họ hết sức khiếp sợ. Đương nhiên, sau đó có người rất nhanh nhận ra Lưu Viễn Trí, trái lại cũng không thấy kỳ quái. Dù sao lấy thân phận của Lưu Viễn Trí, đương nhiên dạy dỗ phó viện trưởng tôn bác một chút là thừa sức. Dần dần, mặt mũi tôn bác vốn cũng đã bầm dập càng bị đánh đến nỗi không ra hình người. Mà tiếng kêu thảm thiết của ông ta cũng càng lúc càng trói tai. Diệp thu nhíu mày, thản nhiên nói, được rồi. Nghe vậy, Lưu Viễn Trí vội vàng cho đám vệ sĩ dừng tay, lập tức nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt kính cẩn nói, cậu Diệp, cậu có hài lòng không? Nếu cậu nói không hài lòng, tôi sẽ cho họ đánh tiếp. Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm." Ồn ào, vẫn là thôi đi, làm ồn đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi." Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói. Một khi đã nói vậy, Lưu Viễn Trí nói tới đây, bịch, một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Thu, hai mắt đỏ bừng đau khổ cầu xin nói, cho dù thế nào đi nữa cũng cầu xin cậu Diệp, nhất định phải ra tay cứu con trai của tôi. Chắc chắn Lưu Viễn Trí tôi sẽ nhớ kỹ món nợ ân tình này cả đời. Sau này nếu cậu Diệp cần giúp đỡ, cho dù lưu viễn trí tôi táng ra bại sản cũng nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu Diệp. Mọi người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng khiếp sợ. Thân phận của lưu viễn trí là gì chứ? Là con cá sấu lớn trong giới bất động sản, nhưng bây giờ, ông ấy lại quỳ trước Diệp Thu một thanh niên thoạt nhìn vừa mới hơn 20 tuổi. Diệp này khiến ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Thu đều tràn đầy sự ngạc nhiên, sợ hãi và cả tò mò diệp thu cúi đầu nhìn thoáng qua lưu viễn trí đang quỳ trước mặt mình thở dài một hơi đường đường là con cá sấu lớn của giới bất động sản mà vì con trai lại cam tâm hạ mình quỳ xuống không thể không nói ông ấy là một người cha tốt điều này không khỏi khiến cho diệp thu nhớ đến trước đây khi kẻ thù đuổi giết đến nơi vì bảo vệ mình mà cha mẹ đã xông lên liều mạng với kẻ thù tuy rằng lúc đó anh vẫn còn nhỏ nhưng cảnh tượng này sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào lòng anh vì nếu không có cha mẹ liều mạng bảo vệ anh về sau cũng sẽ không có anh đó là cha mẹ trên đời này cha mẹ đều giống nhau đều có thể hy sinh tất cả vì con của mình bao gồm cả mạng sống nghĩ đến đây diệp thu không khỏi mềm lòng nói ông đứng lên đi tôi đi qua đó với ông nghe câu nói đó cả người lưu viễn trí run lên trong nháy mắt trên mặt tràn đầy vẻ kích động ông ấy tươi cười lập tức vội vàng đứng lên từ trên mặt đất nhìn diệp thu Kính cẩn lễ độ nói, cậu Diệp, mời đi theo tôi. Nói xong, ông ấy bắt đầu dẫn đường ở phía trước, Diệp Thu theo sau đó, từ phòng phẫu thuật bước ra thì sắc trời đã tối rồi. Lưu Viễn Chí vội vàng bước đến chỗ Diệp Thu, trên mặt đầy vẻ quan tâm hỏi, cậu Diệp, thế nào rồi? Con trai tôi có ổn không? Yên tâm đi, con trai của ông đã không sao rồi. Diệp Thu thản nhiên nói. Thật vậy ư? Thật sự quá tốt rồi. Trong chớp mắt trên mặt Lưu Viễn Trí tràn ngập vẻ vui sướng tươi cười. Không thể không nói, lần này đúng là một kỳ tích của lịch sử y học, y thuật xuất sắc như thế, thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, quả thật rất thần kỳ. Giáo sư Hồ liên tục cảm thán nói, bởi vì vừa nãy lúc Diệp Thu cứu Lưu Bằng Phi, ông ấy ở một bên hỗ trợ Diệp Thu. Phương pháp chữa bệnh thần kỳ của Diệp Thu quả thật có thể dùng bốn chữ bàn tay thần kỳ để hình dung. Việc này cũng làm ông ấy đứng xem choáng ngợp cả mắt, có thể nói là cảm thấy tự hổ thẹn không bằng. Điều này cũng khiến đáy lòng ông ấy sùng bái Diệp Thu, thậm chí còn sinh ra một loại xúc động muốn bái Diệp Thu làm thầy. Đừng nhìn tuổi tác ông ấy lớn hơn Diệp Thu vài chục tuổi. Nhưng ở lĩnh vực y học chẳng phân biệt tuổi tác, chỉ nhìn y thuật cao hay thấp. Nghĩ đến đây, giáo sư Hồ trực tiếp nhìn Diệp Thu và nói, không biết cậu Diệp có thể để cho ông già này bái cậu làm thầy không? Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường hoàn toàn sợ ngây người, nhất là Tôn bác và đám bác sĩ kia. Phải biết rằng, trước đây họ đã châm biếm Diệp Thu đủ kiểu, nói Diệp Thu không thể cứu chữa, còn nói Diệp Thu không có bằng cấp này nọ. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Thu không chỉ chữa trị tốt cho Lưu Bằng Phi mà ngay cả người có quyền uy nhất của bệnh viện họ là giáo sư Hồ Tiếng Tâm lừng lẫy ở thành phố Giang Châu cũng muốn bái Diệp Thu làm thầy. Như vậy chẳng khác nào trong vô hình Tất cả bọn họ đều ăn một cái tát vang dội. Trong giờ phút này, toàn bộ những bác sĩ đó chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, vô cùng xấu hổ. Nếu bây giờ có cái hở trên mặt đất, chắc chắn bọn họ sẽ không chút do dự nào mà chui vào trong. Chuyện này, tạm thời tôi không có dự định thu nhận học trò, bởi vì bình thường tôi cũng rất bận. Diệp Thu lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. Giáo sư Hồ sửng sốt một chút, cũng lập tức biết được bản thân có hơi đường đột vội vàng nói không biết cậu diệp có thể để lại cho tôi phương thức liên lạc không sau này khi có thời gian tôi cũng tiện tìm cậu diệp để xin chỉ dạy một vài vấn đề y học thực ra nói là xin chỉ dạy nhưng thế này cũng xem như đã bái diệp thu làm thầy chẳng qua không trực tiếp như vậy thôi vốn dĩ diệp thu không định cho nhưng thật sự không chịu nổi việc giáo sư hồ quấn quýt mãi không tha đành phải đưa số điện thoại của mình cho giáo sư hồ nhưng mà điều này khiến giáo sư Hồ cực kỳ vui như lấy được báu vật, nhìn thấy số điện thoại của Diệp Thu, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Cậu Diệp, trên tấm chi phiếu này có 10 triệu, xin cậu hãy nhận lấy. Lưu Viễn Trí lấy trong chiếc cặp da của mình tấm chi phiếu và đưa cho Diệp Thu, kính cẩn lễ độ nói. Không cần, tôi lấy tiền cũng không cần dùng ở đâu, giúp tôi quyên góp cho viện trẻ mồ côi đi, chắc chắn những đứa trẻ nơi đó cần tiền hơn tôi. Diệp Thu xua tay, thản nhiên nói. Anh nắm trong tay một con số tiền tài vô cùng to lớn, đối với anh mà nói, tiền chỉ là một con số mà thôi, cho nên giao 10 triệu này cho anh cũng không có ý nghĩa, chỉ bằng làm một số việc thiện. Cậu Diệp đúng là người tốt, cậu yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ quyên góp 10 triệu này này cho viện trẻ mồ côi, dùng danh nghĩa của cậu để quyên góp. chương 146, Người theo đuổi Lâm Thanh Nhã lúc Diệp Thu trở lại khu biệt thự hãn Hải Lam Thành thì đã hơn 10 giờ đêm. Ngay sau khi vừa bước đến cổng lớn biệt thự, cảnh tượng trước cửa khiến chân mày Diệp Thu nhíu lại. Trước cửa biệt thự có một chiếc xe Porsche Cayenne màu xanh đang đỗ ở đó, mà Lâm Thanh Nhã và một người đàn ông xa lạ mặc một bộ vest trắng đứng cạnh xe, không biết đang nói chuyện gì. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Thanh Nhã thì có thể thấy là Lâm Thanh Nhã đã cực độ mất kiên nhẫn. Mà người đàn ông xa lạ đó lại cứ vờ như chẳng phát hiện ra điều này, vẫn cứ chìm trong cảm giác tốt đẹp của bản thân mà ở đó líu lo không ngừng. Thấy thế, sắc mặt Diệp Thu lập tức lạnh xuống, trực tiếp nhấc chân bước qua. Diệp Thu, nhìn thấy Diệp Thu trở về, Lâm Thanh Nhã cũng ngạc nhiên, ngay lập tức nói với người đàn ông xa lạ kia, Tô Dương, anh đi đi. Chồng tôi đã về rồi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. Nghe vậy, người đàn ông xa lạ tên Tôn Dương kia quay đầu lại, liếc mắt nhìn Diệp Thu, trong mắt hiện lên sự khinh thường, khóe miệng lập tức cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa, "Đừng vội, khó khăn lắm tôi mới tới đây một chuyến, để tôi với chồng em nói chuyện vài câu đã nào." Mà lúc này Diệp Thu đã bước tới, nhìn Lâm Thanh Nhã rồi chỉ chỉ về phía Tô Dương và thắc mắc hỏi, "Vị này chính là?" Lâm Thanh Nhã đang định mở miệng giới thiệu, Tô Dương lại giành trước một bước, nhìn Diệp Thu với vẻ mặt đắc ý và nói, "Tôi là Tô Dương, bạn học cùng hồi đại học với Thanh Nhã." hồi còn đi học, quan hệ của tôi với Thanh Nhã tốt lắm đó. Ồ, Diệp Thu có chút nghĩ ngợi mà gật đầu. Anh chính là chồng của Thanh Nhã phải không? Không biết anh Diệp làm việc ở đâu nhỉ? Tô Dương cố ý hỏi Diệp Thu, đương nhiên anh ta biết rằng Diệp Thu đang làm gì. Trước khi tới, anh ta đã hỏi thăm rõ ràng cả rồi, nhưng anh ta cứ cố ý hỏi như thế, nhân cơ hội tốt này mà khinh bị Diệp Thu một phen. Cơ mà Diệp Thu cũng chẳng để loại chuyện này vào trong lòng, nhún vai, Thản nhiên nói, tôi làm việc trong bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Lâm Thị, chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi. Ô, tôi còn tưởng anh Diệp là tổng giám đốc của tập đoàn gì cơ, không ngờ lại ăn bám vợ mình à, chẳng trách, chẳng trách. Tô Dương cười lạnh, gật gật đầu, vẻ mặt châm chọc nói. Tô Dương, anh đừng quá đáng. Vẻ mặt Lâm Thanh nhã lạnh xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng. Ái cha, thật ngại quá, là tôi nói sai rồi. Tô Dương mang vẻ mặt buồn bã vỗ đùi. Lập tức quay đầu nhìn Diệp Thu, giả vờ giả vịt nói, xin lỗi nha anh Diệp. Tôi là kiểu người thẳng thắn, có gì thì cứ nói huỵch vẹt ra, mong rằng anh sẽ không để ý. Cho dù anh có là thằng vô dụng ăn không ngồi rồi, chỉ biết ngồi ăn bám đi chăng nữa, tôi cũng không nên nói thẳng ra trước mặt anh như thế. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi nhé. Nói rồi, khóe miệng tô dương cong lên một nụ cười lạnh và thầm nghĩ, lần này để tôi xem anh còn có thể vớt phát được mặt mũi nữa hay không nhưng mà hẳn là tô dương đã xem nhẹ độ dày của da mặt diệp thu chỉ thấy diệp thu mỉm cười lắc đầu vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ mà nói không sao tôi ăn bám bằng chính năng lực của mình dựa vào phụ nữ bằng chính năng lực của mình người khác hâm mộ còn không kịp nữa là nói một chút cũng không sao hết nghe những lời ấy của diệp thu nụ cười trên mặt tô dương lập tức cứng đờ anh ta thật sự chưa từng gặp tên nào có da mặt dày bằng diệp thu cứ tưởng rằng chỉ cần là đàn ông thì rất quan trọng mặt mũi và lòng tự trọng chắc chắn bất cứ người đàn ông bình thường nào bị châm chọc như vừa rồi đều sẽ tức giận tô dương chính là muốn khiến diệp thu tức giận nổi giận với mình như thế thì anh ta có thể nhân cơ hội này mà nhục nhã diệp thu một trận nhưng mà khiến anh ta không ngờ tới chính là diệp thu không chỉ không xấu hổ vì ăn cơm bám mà còn lấy ăn bám làm vinh dự anh ta châm biếm như thế mà diệp thu cũng không tức giận ngược lại còn mang dáng vẻ vô cùng sung sướng nữa. Điều này khiến anh ta đột nhiên có cảm giác như đánh vào cục bông, chẳng có tí lực nào. Anh Diệp, anh đúng là nghĩ thoáng quá nhỉ, Tô Dương nheo mắt, cười lạnh nói. Như thế thì có gì mà phải nghĩ không thoáng kia chứ? Bây giờ cả ngày tôi chẳng cần làm gì cũng có tiền tiêu. Hơn nữa, tôi còn cưới được một cô vợ xinh đẹp mà người nào đó có nằm mơ cũng chẳng cưới được, chắc chắn người nào đó đã ghen tị đến mức sắp hộp máu luôn rồi diệp thu nói với vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa sau đó anh quay sang nhìn tô dương cố ý hỏi anh tô này tôi nói có đúng không nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt của tô dương lập tức thay đổi bởi vì người nào đó trong lời nói của diệp thu chính là anh ta thật ra tô dương đã si mê lâm thanh nhã đến cực độ hồi còn học đại học anh ta đã theo đuổi lâm thanh nhã một cách điên cuồng đáng tiếc rằng lâm thanh nhã vẫn chỉ coi anh ta là bạn mà bây giờ ngược lại thằng rác rưởi với hai bàn tay trắng là Diệp Thu này lại trở thành chồng của Lâm Thanh Nhã. Điều này đã khiến anh ta ghen tị muốn chết. Giờ phút này nghe xong lời nói của Diệp Thu càng làm cho cơn tức của anh ta dâng lên mà không có chỗ chút giận, sắc mặt khó coi khỏi đến cực điểm. Hừ, Tô Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt u ám nói, Diệp Thu, anh cũng đừng đắc ý quá sớm. Đừng quên rằng anh chẳng qua chỉ là một thằng rác rưởi với hai bàn tay trắng mà thôi, chẳng xứng với thanh nhã chút nào. Hai người sẽ không được hạnh phúc đâu, rồi sẽ có một ngày, sẽ có người thay thế được anh, hơn nữa ngày đó cũng không còn xa nữa đâu." Nói xong, Tô Dương cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Dù sao thì anh ta cũng định sỉ nhục Diệp Thu, kết quả lại liên tiếp ăn quả đắng. Điều này khiến anh vô cùng tức giận, chuẩn bị rời đi luôn. Nhưng mà khi anh ta xoay người nhìn đến con xe Porsche Cayenne của mình, ngay lập tức nghĩ ra cách có thể khiến mình đảo ngược tình thế, lại còn nhục nhã được Diệp Thu. Nghĩ tới đây, Tô Dương lập tức xoay người nhìn Diệp Thu, cười lạnh hỏi, Diệp Thu, không biết bây giờ mỗi ngày anh lái xe gì đi làm nhỉ? Xe bus công cộng, có vấn đề gì không? Sắc mặt Diệp Thu thản nhiên nói. Ha ha ha, buồn cười quá đi, thân là một thằng đàn ông, hơn nữa còn đã cưới vợ rồi, thế mà lại còn ngồi xe bus công cộng đi làm nữa. Anh còn có thể rác rưởi, không có tài cán gì hơn nữa được không? Tô Dương ngửa đầu cười khinh bỉ một trận thật to, lập tức chỉ tay vào chiếc xe Porsche Cayenne của mình, dáng vẻ đắc ý nói, nhìn thấy xe của tôi không? Porsche Cayenne hàng thật giá thật đấy, cũng chẳng đắt lắm đâu, tầm một triệu thôi, nhưng đây mới là xe mà đàn ông đích thực nên lái. chương 147, xe của anh đúng là rác rưởi. Sau khi đã yên vị trên ghế lái, Tô Dương liếc mắt nhìn Diệp Thu qua cửa kính xe, trong mắt tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Anh ta cảm thấy lúc này Diệp Thu đúng là đưa mặt ra cho mình vả nói gì không nói, thế mà lại nói Porsche Cayenne của mình không khởi động được. Chuyện này không phải quá hài hước hay sao? Xe sang một triệu mà nếu ngay cả khởi động còn không khởi động được thì cái cửa hàng xe hơi đó cũng nên đóng cửa ngay đi. Nghĩ tới đây, Tô Dương cũng âm thầm cười khẩy trong lòng. Diệp Thu ơi là Diệp Thu, đây chính là do anh dâng tới cửa đấy, đừng có trách tôi và mặt không nể tình. Khóe miệng Tô Dương cong lên thành nụ cười đắc ý, lập tức vươn tay ấn xuống nút khởi động của xe nhưng mà ngay sau đó, xe chẳng hề có chút động tĩnh nào. Điều này khiến nụ cười của Tô Dương lập tức cứng đờ. Không phải chứ, đây chính là Porsche Cayenne đấy, công nghệ khởi động bằng nút bấm vô cùng vượt trội, bình thường chỉ cần ấn nút khởi động là xe sẽ khởi động ngay lập tức. Nhưng mà sao bây giờ không có phản ứng gì thế này? Tô Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng ấn thêm vài cái nữa mà xe vẫn chẳng có động tính gì như trước. Tô Dương gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vội cắm chìa khóa xe vào dùng chìa khóa để khởi động xe nhưng kết quả vẫn thế xe cứ như đã bị phá hỏng không có động tính gì hết điều này khiến sắc mặt tô dương lập tức trở nên khó coi tới cực điểm mà đúng lúc này diệp thu bước đến nhìn tô dương với vẻ mặt đầy ý nghĩa sâu xa hỏi anh tô sao xe của anh vẫn chưa khởi động thế sắc mặt tô dương u ám dần anh ta cắn răng nói đừng vội chắc xe của tôi có chút vấn đề thôi hôm nay tôi nhất định phải khởi động cho anh coi. Nói rồi, Tô Dương điên cuồng nhấn nút khởi động và vặn vặn cái chìa khóa xe. Mà xe hoàn toàn không hề có động tính, việc này khiến Tô Dương vội sắp điên luôn. Lâm Thanh Nhã thấy vậy, trong đôi mắt xinh đẹp cũng hiện lên sự khó hiểu. Theo lý mà nói, Porsche Cayenne hơn một triệu này hẳn là không đến nỗi xuất hiện vấn đề như vậy mới đúng. Huống chi đây còn là xe mới, lại càng không thể xuất hiện vấn đề nhưng bây giờ làm thế nào cũng không khởi động được là sao hơn nữa trước đó diệp thu cũng đã nói xe này không khởi động được sao anh ấy lại biết trước chuyện này nghĩ đến đây lâm thanh nhã cũng nhíu đôi mày liếu tô dương cứ khởi động đi khởi động lại như thế cả nửa ngày trời anh ta sắp vặn gãy cả cái chìa khóa của mình nút khởi động cũng sắp bị ấn lún vào trong mà xe vẫn không có động tính như cũ điều này khiến anh ta cực độ xấu hổ khỏi phải nói thấy thế diệp thu bĩu môi vẻ mặt hài hước nói xem ra xe hơn một triệu cũng chỉ đến thế mà thôi đã sắp nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa khởi động được nữa còn không bằng xe bánh nghỉ năm bánh của người ta đâu cắm chìa khóa vào một cái là đi được ngay không thể không nói xe này của anh đúng là rác rưởi anh nói cái gì anh nói anh nói lại lần nữa cho tôi sắc mặt tô dương lập tức lạnh xuống chừng mắt nhìn diệp thu hai mắt cứ như sắp phun ra lửa đến nơi ái trà xin lỗi rất xin lỗi anh Tô nha loại người như tôi có chuyện gì cũng nói huỵch vẹt ra mong rằng anh không để ý cho dù xe của anh có thật sự cực kỳ rác rưởi tôi cũng không nên nói thẳng vào mặt anh như thế sau này tôi sẽ chú ý hơn xin lỗi nhé khóe miệng diệp thu cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa anh cố ý nói thế này coi như đánh trả sự châm biếm vừa rồi của tô dương anh tô dương hung tợn chừng mắt nhìn diệp thu răng nanh nghiến ken két mà ánh mắt của anh ta như muốn giết người đến nơi anh tôi nhìn tôi như thế làm gì anh làm tôi hơi sợ rồi đấy nhưng mà hôm nay thật sự phải cảm ơn anh tô rất nhiều anh đã cung cấp cho tôi kiến thức tuyệt vời về xe sang hơn một triệu đúng là một kiến thức to lớn diệp thu nói với vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa sau đó anh xoay người bước tới trước mặt lâm thanh nhã mỉm cười nói tổng giám đốc lâm sắc trời không còn sớm nữa ngày mai còn phải đi làm nữa, chúng ta về ngủ đi. Ừ, Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó đi về phía biệt thự cùng Diệp Thu. Sau khi bước vào cửa lớn của biệt thự, Diệp Thu quay đầu lại, nhìn thấy Tô Dương vẫn còn ở trên xe, anh cố ý nói, anh Tô, anh cứ từ từ khởi động xe đi nhé. Đừng gấp gáp, tôi với vợ tôi về ngủ trước đây, mong rằng ngày mai có thể gặp anh. Nói rồi, Diệp Thu trực tiếp đóng cửa biệt thự lại. À, Cả người Tô Dương sắp bị chọc điên đến nơi, điên cuồng ấn nút khởi động nhưng xe vẫn cứ không khởi động được. Điều này khiến anh ta đập mạnh vào vô lăng một cái, lập tức bỏ lại cái xe, đẩy cửa xe, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi khu biệt thự. Diệp Thu đứng ở cửa sổ phòng khách thấy thế, khóe miệng hơi nhếch lên, chuẩn bị xoay người về phòng mình. Nhưng mà sau khi xoay người, Diệp Thu ngạc nhiên bởi vì Lâm Thanh Nhã đang đứng không xa, ngay đằng sau lưng anh, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh. Tổng giám đốc Lâm, sao em không về ngủ đi?" Diệp Thu nhếch miệng cười hỏi. "Sao anh biết xe Tô Dương không khởi động được?" Lâm Thanh Nhã hỏi một câu lạnh như băng. "Em nói chuyện này à, anh chỉ nói lung tung chút thôi mà, ai ngờ xe của tên đó thật sự không khởi động được chứ?" Diệp Thu nhún vai, cười nói. Anh đã sớm nghĩ đến việc Lâm Thanh Nhã sẽ hỏi như thế, cho nên trước khi vào biệt thự đã nghĩ xong một cái cớ. "Thật thế à?" Đôi mày lá liễu của Lâm Thanh Nhã nhíu lại nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên, nếu không em tưởng anh phá hỏng xe của anh ta à? Có trời đất làm chứng, anh chỉ vỗ nhẹ vào mui xe của anh ta thôi, em cũng thấy mà. Xe một triệu không tới mức mỏng manh như thế chứ? Diệp Thu gật đầu, vẻ mặt vô tội nói. Nghe vậy, Lâm Thanh nhã suy nghĩ một chút, cũng gật đầu theo. Bởi vì cô cảm thấy lời Diệp Thu nói có lý. Xe hơn một triệu cũng chẳng phải làm bằng giấy, vỗ nhẹ cái như thế sẽ không thể nào bị phá hỏng nhỉ. Rõ ràng điều đó không hề khoa học. Thế nên cô không tiếp tục truy hỏi nữa, trực tiếp xoay người đi lên tầng 2. Nhưng mà Lâm Thanh Nhã không biết rằng, hai cái vỗ của người bình thường thì cho dù có dùng hết toàn bộ sức lực, chắc chắn cũng không hề hấn gì đối với Poser Cayenne. Cơ mà Diệp Thu cũng có phải là người bình thường đâu. Hai vỗ đó của anh tưởng chừng như nhẹ nhàng, thực ra tràn đầy ám kinh ám kình mạnh mẽ ấy trực tiếp phá hỏng động cơ bên trong nằm dưới mui xe, cho nên mặc dù Tô Dương có khởi động thế nào cũng chẳng khởi động nổi. Đương nhiên, điều này chỉ riêng lòng Diệp Thu là rõ ràng. cuống hồ dù anh có nói sự thật ra thì cũng chẳng ai tin tưởng cả, bởi chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã đã rời đi, Diệp Thu cũng thở phào một hơi. Lần này, cuối cùng vẫn lừa dối thành công, chương 148, đến nhà họ Hà. Nhà của Hà Tình Tình ở trong một khu nhà vô cùng bình thường. Hơn nữa khu nhà này trông đã có tuổi, được xây vào những năm 80 của thế kỷ trước. Không có thang máy, không có lối thoát hiểm, hoàn cảnh khá kém, rất là cũ kỹ, hiển nhiên là không thể nào sánh bằng những khu nhà hiện đại. Khu nhà này so với khu biệt thự cao cấp Hán Hải Lam thành thì giống như một trời một vực, một nơi cao vời vợi, một nơi thấp dưới đất. Có điều, đối với Diệp Thu thì những thứ này chẳng là gì cả anh sẽ không bao giờ phủ định một người chỉ vì hoàn cảnh gia đình của người đó. Với anh mà nói, chỉ cần một người có đạo đức tốt thì rất đáng để kết bạn. Thật ra trước kia Diệp Thu đã từng đến nhà Hà Tình Tình một lần, đó chính là buổi tối hôm Hà Tình Tình bị Dương Đại Phú chuốc say. Diệp Thu đã đưa Hà Tình Tình về nhà, có điều lần đó quá vội vàng, sau khi Diệp Thu đưa Hà Tình Tình vào nhà, anh không ở lại mà nhanh chóng đi về. Cho nên nếu nghiêm túc nói thì đây là lần đầu tiên Diệp Thu chính thức tới nhà Hà Tình Tình. Vì thế, lúc đến cổng khu nhà, Diệp Thu đã không màng sự phản đối của Hà Tình Tình mà mua một ít trái cây mang đến làm quà. Điều này làm cho Hà Tình Tình cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao hôm nay mời Diệp Thu đến nhà là vì cảm ơn Diệp Thu, vậy mà còn không biết xấu hổ nhận quà của Diệp Thu sao được. Nhưng mà cô ta không lay chuyển được Diệp Thu, chỉ có thể tùy ý Diệp Thu thôi đi một mạch lên lầu 6, đến trước cửa nhà Hà Tình Tình. Hà Tình Tình gõ cửa, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ của cô ta bắt đầu trở nên đỏ bừng, nhịp tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Cô ta cũng không rõ vì sao về nhà mình nhưng cô ta lại căng thẳng như thế. Nghĩ đến đây, Hà Tình Tình theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thu bên cạnh, ngay lập tức tim đập càng nhanh. Bởi vì đột nhiên cô ta cảm thấy chuyện này giống như đây lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, Diệp Thu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Hà Tình Tình, không khỏi khó hiểu cô không sao chứ. Sao mặt lại đỏ vậy? Hả, tôi, tôi không sao, chắc là do leo cầu thang mệt quá. Hà Tình Tình vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ hơn nữa. Diệp Thu thấy vậy thì nhíu mày, vừa mới định hỏi Han thêm hai câu thì lúc này cửa được mở ra. Mẹ của Hà Tình Tình là Diêu Tính từ bên trong đi ra, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình nói, ôi chao, cậu Diệp đến thì đến, sao còn mang mấy thứ này làm gì, cậu làm thế này khiến chúng tôi thấy xấu hổ lắm. Vâng, xin chào dì Diêu. Diệp Thu mỉm cười nói. Tình tình cũng thật là, sao không ngăn cậu Diệp lại chứ? Diêu tĩnh liếc nhìn Hà Tình Tình, mở miệng trách cứ. Mẹ, con có cản nhưng cản không được. Hà Tình Tình chu miệng nhỏ, nói một cách âm ức. Dì Diêu đừng trách Tình Tình, là tôi khăng khăng muốn mua. Diệp Thu vội vàng nói. Ôi chao, cậu Diệp khách sáo quá, mau vào nhà đi. Siêu Kính nói xong thì nghiêng người lại để Diệp Thu và Hà Tình Tình cùng nhau đi vào. Không thể không nói, siêu tĩnh mẹ của Hà Tình Tình là một người rất chăm chỉ. Nhìn hoàn cảnh trong căn nhà đã có thể nhận ra, tuy rằng căn nhà không lớn, và lại trang trí trông có vẻ hơi lỗi thời và cũ kỹ nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ vật cũng được sắp xếp rất ngăn nắp, làm cho người khác có một cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Thu mới vừa ngồi xuống sofa với Hà Tình Tình chưa được bao lâu thì Diêu Tính đã bưng trà vừa pha đến đặt trước mặt Diệp Thu, vô cùng cung kính nói: "Cậu Diệp, cậu uống trước chút nước trà đi, đồ ăn sẽ xong nhanh thôi." "Dì chỉ cần làm vài món là được, không cần phiền phức như vậy đâu." Diệp Thu mỉm cười nói: "Hiếm khi cậu mới đến một lần, vì vậy tôi phải chiêu đãi cậu thật tốt mới được. Bây giờ cậu ngồi nói chuyện với Tình Tình một lát, tôi nấu một chút là xong thôi." Siêu tĩnh nói vậy rồi nhanh chóng trở về phòng bếp. Diệp Thu thấy vậy, cũng lắc đầu cười. Diệp Thu, anh, anh uống trà đi. Khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình đỏ bừng, đưa chén trà cho Diệp Thu. Được, để tự tôi làm là được, không cần khách sáo như vậy đâu. Diệp Thu tiếp nhận chén trà, mỉm cười nói. Anh, anh muốn xem TV không? Tôi mở TV cho anh nhé. Hà Tình Tình nói xong thì nhanh tay lấy điều khiển từ xa được đặt bên cạnh sofa có thể là vì tương đối khẩn trương và căng thẳng nên cô ta không để ý cho lắm, cầm nhầm cái điều khiển từ xa của điều hòa, sau đó bắt đầu hướng về TV rồi bấm, kết quả bấm hồi lâu cũng chưa thấy màn hình TV sáng lên. Điều này làm cho cô ta cảm thấy sửng sốt, nhíu đôi mày xinh đẹp và nhỏ giọng nói thầm ối, sao lại thế này chứ, chẳng lẽ là TV hỏng rồi à? Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của Hà Tình Tình, Diệp Thu cũng bị chọc cười, lắc đầu giờ tay chỉ điều khiển từ xa trong tay Hà Tình Tình và cười nói, là do cô lấy sai điều khiển từ xa. Hả, Hà, Hà Tình Tình sừng sốt, vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua điều khiển từ xa trong tay mình, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức đỏ bừng giống như sắp nhỏ ra máu. Lúc này cô ta mới phát hiện thế mà mình lại lấy nhầm điều khiển từ xa của điều hòa, trách không được bấm hồi lâu cũng không mở được tivi lên điều này làm cho hà tình tình đang vô cùng càng thẳng càng thêm hoảng loạn không thôi thậm chí bắt đầu có cảm giác chân tay luống cuống tình tình cô căng thẳng làm gì đây chính là nhà của cô mà diệp thu nhìn hà tình tình nhếch miệng cười nói có có căng thẳng sao tôi đâu có căng thẳng đâu hà tình tình vội vàng lắc đầu mạnh miệng nói thế à khóe miệng diệp thu hơi cong lên này chuyện này anh uống trà trước đi tôi vào bếp xem mẹ tôi đã chuẩn bị đến đâu rồi. Vừa dứt lời thì Hà Tình Tình nhanh chóng đứng dậy, bước đi giống như là đang chạy trốn, đi nhanh vào trong bếp. Cô ta sợ nếu mình còn ở chung với Diệp Thu thêm lát nữa thì sẽ căng thẳng đến mức nói ra những lời không nên nói. Cứ như vậy, có lẽ qua khoảng 10 phút sau, Diêu Tính đã dọn những món ăn lên. Bốn món ăn cộng thêm một món canh, có chay có mặn. Tuy rằng chỉ là món ăn gia đình bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thèm ăn, có thể thấy tay nghề của Diêu Tĩnh rất không tệ. Ba người nhanh chóng ngồi trước bàn ăn. Diêu Tĩnh sới cho Diệp Thu một chén cơm, đặt trước mặt Diệp Thu, nhiệt tình nói, cậu Diệp, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn, nhất định không được khách sáo đó. Vâng, tôi biết rồi gì Diêu. Diệp Thu mỉm cười gật gật đầu. Mẹ, Thiên Kỳ đâu? Em ấy còn chưa tan học sao? Hà Tình Tình nhìn Diêu Tĩnh, nghi hoặc nói mà thiên kỳ trong miệng cô ta chính là em trai hà thiên kỳ của cô ta. Có lẽ bị thầy giữ lại học thêm gì rồi. Không sao, chúng ta ăn cơm trước, không cần phải lo cho nó. Siêu tĩnh xua tay, nói. Dầm dầm rầm Nhưng mà đúng lúc này, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. chương 149, dùng bạo lực để ép buộc phá rỡ và di rời. Bởi vì người đang đứng ngoài cửa cũng không phải con trai Hà Thiên Kỳ của bà ta mà là năm thanh niên trẻ ăn mặc lè lẹt trong đó thanh niên dẫn đầu lại có một mái tóc màu gà miệng còn ngậm điếu thuốc vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì thấy vậy sắc mặt siêu tĩnh lập tức thay đổi bà ta hỏi với vẻ mặt đề phòng các cậu là ai gõ nhầm cửa rồi nói xong siêu tĩnh định nhanh chóng đóng cửa nhà lại ôi đừng vội vàng như vậy chứ thanh niên tóc màu gà tiến lên một tay giữ chắc cửa cười lạnh nói chúng tôi không gõ nhầm cửa chính là tìm bà đấy bà diêu các người tìm tôi làm gì? Từ đầu đến cuối tôi không hề quen biết các cậu, mời các cậu rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Tĩnh trắng bệch như tờ giấy. Chẳng lẽ đây là cách bà Diêu đãi khách sao? Khó khăn lắm chúng tôi mới đến đây một lần, dù sao cũng phải mời chúng tôi vào uống chén trà đã chứ. Thanh niên tóc màu gà cười lạnh nói. Ngay lập tức, cậu ta đột nhiên dùng sức, trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng ra. Diêu Tĩnh vừa định đi tới đóng cửa, thanh niên tóc màu gà đã bước tới, dùng một tay đẩy diêu tính ngã trên đất. Cho dù thế nào đi nữa thì diêu tính cũng chỉ là một phụ nữ trung niên, hơn nữa lại vừa xuất viện, bàn về sức lực thì chắc chắn không thể so với thanh niên trẻ. Mẹ! Hà tình tình ngồi trước bàn ăn thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến đổi, vội chạy đến đỡ diêu tính dậy từ trên đất, vẻ mặt quan tâm hỏi, mẹ, mẹ không sao chứ? Không sao! Diêu tính cố nén cơn đau, lắc đầu. Thấy vậy, hà tình tình hung hăng chừng mắt nhìn tên thanh niên đầu màu gà và lạnh lùng quát lớn các người thật sự rất quá đáng giữa ban ngày ban mặt mà xông vào nhà người khác lại còn đánh người trong mắt các người còn có luật pháp luật không ha ha luật pháp ư ông đây chính là luật pháp thanh niên tóc màu gà cười khinh bỉ lập tức cúi đầu nhìn diêu tính vẻ mặt coi thường nói bà già họ diêu kia hôm nay chúng tôi đến đây chính là vội tới gửi cho bà thông điệp cuối cùng Tôi ra hạn cho các người 7 ngày, trong vòng 7 ngày phải lập tức dọn ra ngoài. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng tôi phải dọn ra ngoài? Nơi này là nhà của chúng tôi. Hà Tình Tình trừng mắt nhìn thanh niên tóc màu gà, cắn răng lạnh lùng nói. "Ha ha, nhà các người ư? Lập tức không còn là nhà các người nữa rồi." Thanh niên tóc màu gà cười lạnh nói. "Cậu có ý gì?" Hà Tình Tình nhíu đôi mày xinh đẹp. "Chẳng lẽ mẹ cô em không nói với cô em sao?" khu nhà nào sắp bị phá bỏ và rời đi nơi khác, không được bao lâu nữa, cả Giang Bắc sẽ được xây dựng, à không, phải nói là toàn bộ khu buôn bán trên đường dành cho người đi bộ lớn nhất thành phố Giang Châu, cho nên tôi khuyên các người nhanh chóng chuyển đi đi, đừng ở đây chậm trễ nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với hai người. Thanh niên tóc màu gà kiêu ngạo nói, nghe vậy, cả người hà tình tình sửng sốt, lập tức nhìn diêu tính, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, mẹ, phá bỏ và rời đi nơi khác chẳng phải chuyện tốt sao? Sao mẹ lại không nói với con? Đây là chuyện tốt gì chứ? Siêu tĩnh lắc đầu cười khổ, nếu bình thường phá bỏ và rời đi nơi khác thì đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà con có biết sau khi họ phá nhà của chúng ta, họ sẽ bồi thường cho chúng ta cái gì không? Cái gì À? Hà Tình Tình nghi ngờ nói. Chỉ cho chúng ta khoản bồi thường là 200 ngàn, hoặc chính là một căn nhà rộng 35 mét vuông ở vùng ngoại thành, còn nói thế này thì làm sao phá bỏ và rời đi nơi khác chứ? Rõ ràng là cướp bóc mà. Hai mắt siêu tĩnh đỏ bừng nói. Cái gì? Cả người hà tình tình sửng sốt, lập tức tức giận. Tuy rằng nhà của cô ta hơi cũ nát, nhưng vị trí địa lý cũng không tệ. Ở đường vành đai thứ hai, cách trung tâm thành phố không quá xa. Dựa theo giá cả phòng nơi này, một mét vuông phải trên 15 ngàn. Mặc dù diện tính hơi nhỏ, chỉ có hơn 70 mét vuông nhưng theo giá cả hiện tại của bộ mặt thành phố, ít nhất cũng có thể bán được khoảng 1 triệu. Nhưng bây giờ, doanh nghiệp khai phá chỉ cho tiền bồi thường là 200 ngàn. Như thế này có khác gì với trực tiếp cướp đoạt chứ? Bà già họ diêu kia, bà nên có chừng mực đi. Bồi thường cho bà 200 ngàn là thương hại bà rồi, nếu không xu cũng cũng không cho bà, có tin không? Vẻ mặt thanh niên tóc màu gà kiêu ngạo nói. Thật quá đáng, nói gì chúng tôi cũng không đồng ý chuyển đi. Hà tình tình chừng mắt nhìn thanh tiên tóc màu gà, lạnh lùng nói. Không chuyển ư, ha ha, nhưng đó không phải do các người, hôm nay là lần cảnh cáo cuối cùng. Chờ lần sau chúng tôi đến, có thể sẽ không chỉ nói đơn giản thế này đâu. Thanh niên tóc màu gà cười khinh bỉ, lập tức nhìn Diêu tính, trực tiếp đe dọa nói, bà già họ Diêu kia, nghe nói bà vừa xuất viện không lâu hả? À? Chắc cảm giác ở trong bệnh không mấy dễ chịu nhỉ, tôi khuyên bà tốt nhất nên thông minh một chút, nếu không tôi không ngại đuổi bà về lại bệnh viện đâu. Nghe câu nói ấy, trong nháy mắt sắc mặt diêu tĩnh sợ tới mức tái nhợt, trong ánh mắt đầy dẫy sự tuyệt vọng. Bởi vì phía sau doanh nghiệp khai phá có chỗ dựa, có tiền có thế, cho nên làm đến mức này cũng không cần kiêng nể gì. Mà bà ta bên này, trong nhà chỉ có mẹ quá con côi. Có thể lấy gì để đối chọi với người ta chứ? Nghĩ đến đây, hai mắt diêu tĩnh càng đỏ bừng lên. Cậu dám, Hà Tình Tình hung hăng chừng mắt nhìn thanh niên tóc màu gà, lập tức nhìn diêu tính, an ủi nói, mẹ, mẹ đừng sợ, con không tin pháp luật không thể trừng phạt họ, con báo cảnh sát bắt hết bọn họ lại. Nói xong, Hà Tình Tình trực tiếp lấy điện thoại di động muốn báo cảnh sát. Trong mắt thanh niên tóc màu gà hiện lên một tia sắc bén, trực tiếp xông lên cướp lấy điện thoại của Hà Tình Tình và lạnh lùng đe dọa nói, cô em, cô em cũng đừng nên khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, có tin bây giờ tôi khiến cô em vào bệnh viện không? Cậu dám động vào tôi một chút thử xem. Hà tình tình chừng mắt nhìn thanh niên tóc màu gà, lạnh lùng nói. Á à chà, chết tiệt thật, cô em còn to gan trả treo hả? Được thôi. Sắc mặt thanh niên tóc màu gà trầm xuống ngay tức khắc, giơ tay phải trực tiếp đánh về phía Hà tình tình. Hà tình tình sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, loại đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Điều này khiến cả người Hà tình tình sửng sốt vội vàng mở to mắt nhìn. Chỉ thấy giờ phút này, có một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình. Người này không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Cổ tay của thanh niên tóc màu gà đã bị Diệp Thu siết chặt trong tay, không thể động đậy. Diệp Thu, trong nháy mắt, trên mặt Hà Tình Tình tràn đầy sự vui mừng. "Cô không sao chứ?" Diệp Thu quay đầu nhìn Hà Tình Tình, mỉm cười hỏi. "Không sao." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình ửng đỏ lắc đầu chương 150, anh chàng tóc màu gà xui xẻo. Thấy vậy, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc màu gà, nói một cách thản nhiên, con người của tôi ghét nhất hai loại người, thứ nhất chính là đàn ông mà đánh đàn bà, thứ hai là lúc tôi ăn cơm mà quấy giày tôi. Vô cùng không khéo, cậu thuộc cả hai loại người này. Con mẹ mày, mày là cái thá gì mà dám cố tình ra vẻ ta đây trước mặt ông mày, có tin hai ông mày đánh mà té xê sao sao không? Nhanh chóng buông tay ra cho tao thanh niên tóc màu gà hung hăng trợn mắt nhìn diệp thu một cái nói với khuôn mặt đầy vẻ khinh thường đúng rồi tôi quên bổ sung loại thứ ba còn có một loại người chính là những kẻ mở miệng phun phân ngay trước mặt tôi diệp thu nói với vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt ái cha con mẹ nó sắc mặt của thanh niên tóc màu gà lập tức tối sầm trợn mắt nhìn diệp thu hết sức phách lối nói thằng nhãi danh đáng chết mày còn cố tình giả vờ giả việt ra vẻ ta đây đúng không có tin là ông mày nhưng mà thanh niên tóc màu gà còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một tiếng chát to rõ vang lên. Ngay lập tức má phải của thanh niên tóc màu gà nổi lên một dấu bàn tay sưng đỏ, ngay sau đó toàn bộ má phải đều trực tiếp sưng lên. Mà đầu óc của cậu ta ong ong giống như bị bị pháo bắn trúng. Bị đánh đến nỗi toàn thân đều sững sờ. Có thể thấy một cái tát này của Diệp Thu nặng tay đến mức nào. Sau một hồi lâu, thanh niên tóc màu mới coi như lấy lại tinh thần. Cảm nhận được gương mặt đau rát, ánh mắt của thanh niên tóc màu gà như sắp phun ra lửa, trừng mắt nhìn chằm chầm vào Diệp Thu, vô cùng tức giận hét lên: "Con mẹ nó! Mày lại dám tát tai ông màu, có tin ông mày giết mày không?" Chát, đáp lại thanh niên tóc màu gà lại là một cái bạt tai vô cùng vang dội. Hơn nữa lần này còn tát mạnh hơn so với cái tát vừa rồi, trực tiếp tát văng thanh niên tóc màu gà té ngã xuống đất. Trong giây phút này, thanh niên tóc màu gà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu óc choáng váng. Cậu ta cố nén cơn đau nhức trên một mặt đang bỏng rát, hai tay chống xuống mặt đất, định từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng mà vào lúc này, một bàn chân to dẫm sau gáy của cậu ta một cách vô tình, trực tiếp đạp cập ta nằm dạp xuống nền nhà một lần nữa. Điều này làm cho khuôn mặt đã sưng vù của cậu ta lại tiếp xúc thân mật với sàn nhà một cách nặng nề một lần nữa. a à, Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lập tức vang lên khắp phòng sắc mặt hai tên côn đồ các kẻ đang đứng canh ngoài cửa phòng lập tức thay đổi vội vàng vọt vào cúi đầu nhìn thanh niên tóc màu gà mặt đầy lo âu hỏi anh gà anh gà anh không sao chứ gà con mẹ mày đấy còn không mau đánh nó cho tao thanh niên tóc màu gà vô cùng tức giận gầm thét lên nghe cậu ta nói vậy bốn tên côn đồ các kẻ vô cùng bất thiện ngẩng đầu nhìn về phía diệp thu thằng danh biết điều thì nhanh lấy chân khỏi đầu anh gà nếu không đừng trách mấy anh em bọn tao không khách khí với mày. trong đó một tên côn đồ các cái trợn mắt nhìn Diệp Thu hung dữ nói. ồ thế à các người định không khách khí sao đây? Khóe miệng Diệp Thu cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. mà bàn chân của anh đang dẫm trên gáy tên thanh niên tóc màu gà không những không rời đi mà ngược lại còn dùng sức đạp đạp thêm một chút. á, à, một lần nữa thanh niên tóc màu gà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thật sự sắp đau chết luôn rồi, vội vàng giận dữ hét lên với bốn tên côn đồ các ké còn lại, mấy người bọn mày ngu thế, đừng nói nhảm nữa được không, trực tiếp ra tay nhanh lên, chẳng lẽ bây giờ bọn mày định nhìn tao tươi sống bị giết chết sao? Nghe cậu ta nói vậy, sắc mặt của bốn tên du đồ các ké đều thay đổi, ngay sau đó cũng không dám trần chờ nói nhảm gì nữa. Hai mắt trừng diệp thu và hung tợn nói, thằng nhãi danh, đây là do mày tự tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách bọn tao không khách khí dứt lời, bốn người lập tức rối rít móc dao từ trong ngực ra. Hai mẹ con nhà họ Hà đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt hiện đầy vẻ lo âu. Diệp Thu, anh phải cẩn thận đấy. Hà tình tình không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Không sao. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu một cái, ngay sau đó trực tiếp nhấc chân phải lên, đột nhiên phát lực, một cước đá bay thanh niên tóc màu gà đang nằm dạp dưới chân ra ngoài, bốn tên côn đồ các kẽ kia thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi còn không đợi bọn họ kịp phản ứng bọn họ đã bị thân thể thanh niên tóc màu gà đang bay tới đụng ngã xuống đất mà bởi vì trong tay bốn tên côn đồ các kẽ đều cầm dao cho nên khi thân thể thanh niên tóc màu gà đập trên người bốn tên côn đồ các kẽ mông của cậu ta vừa vặn tiếp xúc thân mật với dao trong tay một tên côn đồ các kẽ mông lập tức bị lưỡi dao đâm thẳng vào trong lần này thanh niên tóc màu gà hoàn toàn trở thành bi kịch Á, à, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết còn thê thảm hơn hai lần trước không biết bao nhiêu lần vang lên. Toàn thân thanh niên tóc gà đều đau đớn đến nỗi suýt chút nữa đau mất đi, không nhịn được chảy nước mắt. Vào giờ phút này, cậu ta thật sự có một loại cảm giác sống không bằng chết. Mặt bị Diệp Thu đánh sưng không nói, bây giờ ngay cả cái mông cũng trúng một dao. Mấu chốt đây còn là dao của người bên mình, đúng là vận xui từ 18 đời ập xuống, mà lúc này... Diệp Thu đi tới bên người thanh niên tóc màu gà, không người nắm cổ của cậu ta, trực tiếp xách cậu ta từ dưới đất lên. Sức mạnh từ tay anh vô cùng khổng lồ, thanh niên tóc màu gà cao khoảng 1m7 nhưng ở trong tay anh thì chỉ tựa như một đứa bé sơ sinh vậy, từ đầu đến cuối không còn đường sống để phản kháng. Vào lúc này, thanh niên tóc màu gà đã hoàn toàn luống cuống. Cậu ta biết, sợ rằng lần này mình gặm phải cục xương cứng rồi, mày. Mày muốn làm gì, tao cảnh cáo mày sau lưng tao có người bảo kê đấy nếu mày còn dám động đến tao thì chắc chắn ông chủ sau lưng tao sẽ không để mày được yên thân đâu con thanh niên tóc màu gà vội vàng trừng mắt nhìn diệp thu bên ngoài mạnh bên trong yếu vậy sao vậy thì làm phiền toái cậu trở về gọi ông chủ của các cậu trực tiếp tới đây đi ngược lại tôi thật sự rất muốn nói chuyện với ông ta một chút đấy khóe miệng diệp thu lộ ra một nụ cười lạnh thản nhiên nói dứt lời diệp thu trực tiếp ném thanh niên tóc màu gà ra ngoài cửa giống như là ném rác rưởi vậy tiếp theo chính là bốn tên côn đồ các cái kia một cước một người diệp thu đá bay toàn bộ bọn họ ra ngoài lúc này trong hành lang vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục giống như giết heo vậy sau khi dọn dẹp xong toàn bộ đám người thanh niên tóc màu gà ra ngoài diệp thu chuẩn bị giơ tay đóng cửa thanh niên tóc màu gà hung tợn trợn mắt nhìn diệp thu vô cùng tức giận hét lên thẳng nhãi danh có giỏi thì mà chờ đó cho tao. Tao về kêu ông chủ của tao tới đây, bọn mày đều chờ chết đi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 151 lại tìm tới cửa. Cậu Diệp, cậu có điều không biết, người muốn phá bỏ và di rời khu nhà của chúng tôi chính là công ty trách nhiệm hữu hạn phá bỏ và di rời đông khôn đấy. Siêu tĩnh thở dài một hơi, mở miệng nói với khuôn mặt đầy vẻ khổ sở công ty trách nhiệm hữu hạn phá bỏ và di rời đông khôn ư rất lợi hại à diệp thu nhíu mày một cái nghi ngờ nói đó là đương nhiên rồi siêu tính gật đầu một cái mặt đầy sợ hãi nói ông chủ trần đông khôn của cái công ty trách nhiệm hữu hạn phá bỏ và di rời đông khôn này chính là một nhân vật hung ác nghe nói trước khi đặt chân vào ngành nghề kiến trúc ông ta chính là một đại ca trong giới xã hội đen bây giờ dưới tay ông ta không chỉ có người mà còn có tiền từ đầu đến cuối loại dân thường bé nhỏ giống như chúng ta thế này không có cách nào đấu lại ông ta. Hơn nữa lúc trước tôi còn nghe nói, trong khu nhà này của chúng tôi có rất nhiều gia đình cũng không hài lòng đối với khoản bồi thường phá bỏ và di rời, chuẩn bị đoàn kết đi tìm Trần Đông Khôn đòi một câu trả lời hợp lý, kết quả bọn họ vừa mới tới công ty phá bỏ và di rời đã bị dậy dỗ một trận, còn bị ép nhanh chóng ký vào giấy đồng ý phá bỏ và di rời. Có mấy người từ chối ngay tại chỗ thì trực tiếp bị đánh vào bệnh viện, sau chuyện này trần đông khôn lại dẫn người đập nhà người nọ nát bét hết cho nên chắc chắn dám chống đối trần đông khôn thì sẽ không có kết quả tốt nghe xong những lời mà diêu tĩnh nói diệp thu hơi híp mắt dựa theo lời nói của diêu tĩnh cái tên trần đông khôn này hoàn toàn chính là dùng bạo lực để ép di rời đây chính là hành động trái pháp luật công ty phá bỏ và di rời bình thường sẽ không dám làm như vậy như vậy đến tột cùng là ai cho trần đông khôn lá gan này mà ông ta lại dám làm như vậy chứ nghĩ tới đây trong mắt diệp thu đích cũng là lóe lên vẻ lạnh lẽo ngay sau đó anh nhìn diêu tĩnh và mỉm cười nói gì diêu xin hãy yên tâm đi có tôi ở đây coi như một lát nữa cái tên trần đông khôn kia đích thân tìm tới cửa thì gì cũng không cần phải sợ nhưng mà diêu tĩnh nhíu mày một cái trên mặt vẫn có chút lo âu mặc dù y thuật của diệp thu rất giỏi thân thủ cũng không tệ nhưng cũng không ngăn được đối thủ rất nhiều người mà hơn nữa trong xã hội này cũng không phải có thân thủ tốt là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Quyền lợi, tiền bạc và địa vị mới là chân lý. Mẹ, mẹ đừng sợ, nếu không ổn thì chúng ta có thể tìm cảnh sát mà. Hà tình tình nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai diêu tĩnh một cái và mở miệng an ủi bà ta. Hai, siêu tĩnh thở dài một hơi, mặt đầy sợ hãi nói, con không biết đấy thôi, chúng ta thật sự không chiêu chọc nổi cái tên Trần Đông Khôn đó mẹ đoán là chúng ta có tìm đến cảnh sát cũng chưa chắc có tác dụng gì. Ôi dào, mẹ, trước hết mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện còn chưa tới xấu đến nỗi đó mà. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đi, cũng đừng quên việc quan trọng nhất hôm nay nhé. Hà tình tình vỗ vai Diêu Tĩnh một cái và nhắc nhở. Lúc này Diêu Tĩnh mới nhớ tới, hôm nay chủ yếu là mời Diệp Thu ăn cơm để cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Nghĩ tới đây, Diêu Tĩnh vội vàng nhìn Diệp Thu, mặt đầy áy náy nói thật sự xin lỗi cậu diệp lúc đầu đã nói là mời cậu ăn một bữa cơm không ngờ là lại để cho cậu gặp được chuyện như vậy thật sự xin lỗi cậu không sao diệp thu mỉm cười khoát tay một cái vậy chúng ta nhanh ăn cơm trước đi siêu tĩnh vội vàng nói ngay sau đó ba người trở lại bàn cơm một lần nữa nhưng mà kế tiếp không khí trên bàn cơm cũng không thể tốt như lúc ban đầu siêu tĩnh mang tâm sự nặng nề từ đầu đến cuối nuốt không trôi. Hà tình tình thấy mẹ mình như vậy, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ lo âu. Ngược lại chỉ có một mình Diệp Thu là cứ như không có chuyện gì vậy, nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Sau khi ăn xong, Diệp Thu ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Hà tình tình giúp Diêu Tĩnh Thu dọn bàn ăn xong, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Thu, nhìn Diệp Thu và nói, Diệp Thu, nếu không có chuyện gì khác thì anh đi trước đi. Sao vậy? vội vàng đuổi tôi đi như vậy sao? Diệp Thu cười tâu tét nói. Tôi không có ý đó, mà là lỡ chờ thêm chút nữa Trần Đông Khôn tới thật, có lẽ đến lúc đó anh có muốn đi cũng không đi được, tôi không muốn để cho anh dính thêm phiền phức nữa. Hà Tình Tình vội vàng giải thích. Vậy tôi đi gì mẹ con cô phải làm sao bây giờ? Diệp Thu cười hỏi. Không sao đâu, tôi và mẹ của tôi cứ trốn trong phòng không mở cửa là được mà. Dù sao cửa nhà chúng tôi là cửa sắt, bọn họ cũng không xông vào được hà tình tình lắc đầu một cái rồi nói vậy em trai của cô thì sao lỡ như cậu ta trở lại vừa vặn chạm mặt những người đó thì sao các người nên làm gì diệp thu hỏi tiếp chuyện này khuôn mặt nhỏ nhắn của hà tình tình lập tức thay đổi nếu thật sự như vậy thì đúng là cô ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải cho nên giúp người phải giúp đến cùng tôi vẫn không thể đi cô cứ phụ trách an ủi mẹ của cô cho tốt là được, những thứ khác thì cứ giao hết cho tôi đi. Diệp Thu mỉm cười nói, anh, anh thật sự có thể giải quyết sao? Hà Tình Tình có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cái tên Trần Đông Khôn này còn có thể đáng sợ hơn cái tên Hồ Biêu kia sao? Chẳng phải tôi vẫn đòi được tiền từ công ty bọn họ như thường à, cho nên cô cứ yên tâm giao cho tôi đi. Diệp Thu gật đầu một cái, mỉm cười nói. Cái này, vậy thì được rồi. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hà Tình Tình chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó vừa chuẩn bị tiếp tục vào phòng bếp rửa chén giúp Diêu Tính, nhưng ngay lúc này đột nhiên cửa phòng bị ai đó ở bên ngoài dùng sức đập ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đập mạnh y như hận không thể đập nát cửa vậy. Mở cửa. Kèm theo tiếng đập cửa là một loạt tiếng quát tháo truyền vào từ ngoài cửa. Âm thanh này làm Hà Tình Tình vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi. Mà Diêu Tĩnh đang rửa chén trong phòng bếp lại hoảng sợ làm rơi chén xuống, rất bể đầy đất, ngay sau đó vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, sắc mặt trắng bệch nhìn cửa phòng. "Không sao, không cần sợ." Diệp Thu nhìn hai mẹ con hai người, khẽ mỉm cười rồi sau đó từ trên ghế sofa đứng dậy, sắc mặt bình thản đi tới trước cửa, giơ tay kéo cửa phòng ra. Mà khi hai mẹ con nhà họ Hà nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, hai người đều hoảng sợ đến nỗi suýt ngất xỉu chỉ thấy trong hành lang lang chật hẹp, một đám đàn ông vạm vỡ mặc áo thun đen tay ngắn đang đứng chen chúc, ít nhất cũng có 30 đến 40 người. Trong tay của bọn họ đều cầm gậy cao su, tên nào tên nấy đều hung hăng dữ tợn. Mà cái tên đứng trước nhất chính là thanh niên tóc màu gà mà trước đó Diệp Thu đã dạy dỗ một trận và một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Ở trán của người đàn ông này có một vết sẹo thật dài, hơn nữa sắc mặt của ông ta tối tăm và hung dữ, chỉ cần đứng đó cũng sẽ tạo cho người nhìn cảm giác không giận mà vẫn rất khiếp người. Ông chủ, chính là thằng nhãi danh này đã đánh tôi, hơn nữa nó còn hung hăng thăm hỏi cả nhà ông chủ, mắng chửi vô cùng khó nghe, tôi cũng nghe không nổi nữa. Thấy Diệp Thu mở cửa, thanh niên tóc màu gà vội vàng dùng tay chỉ Diệp Thu, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên và nói. Ồ vậy sao? Trong mắt người đàn ông trung niên thoáng lóe lên tia sáng lạnh, trực tiếp chừng mắt nhìn Diệp Thu và trầm giọng nói, nhãi danh, nghe nói cậu rất ngông cuồng hả? Đánh ta đàn em của tôi thì không nói, thậm chí ngay cả Trần Đông khôn tôi mà cậu cũng không coi vào đâu đúng không? Cậu cảm thấy mình sống quá lâu rồi sao? Có tin là tôi giết sạch cậu và cả nhà Diêu Tĩnh không? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu thì chẳng sao cả, nhưng Diêu Tĩnh thì vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt mặt mày đã trắng bệch không còn chút máu. Chương 152, hèn mọn cầu xin tha thứ người ta thường hay nói dân không đấu với quan người có tiền cũng giống như vậy người có tiền có thế còn có mạng lưới xã giao rộng lớn thì làm sao dân chúng bình thường có thể là đối thủ của bọn họ chứ cứ lấy cái tên trần đông khôn trước mặt làm ví dụ đi lúc ấy thông báo phát tiền bồi thường phá bỏ và di rời toàn bộ khu nhà không có bất cứ người nào hài lòng bọn họ tổ chức thành đoàn đội đến công ty của trần đông khôn gây chuyện có người lại tìm người thân của nhà mình hiểu luật pháp đi tố cáo Trần Đông Khôn. Nhưng kết quả thế nào? Những người này đề không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị Trần Đông Khôn trả thù mạnh mẽ, kết quả đều là hết sức thảm. Hoặc là bị đánh tàn phế phải vào bệnh viện, hoặc là bị Trần Đông Khôn trực tiếp đập nhà. Mấu chốt nhất là cũng không có chỗ nào để nói lý. Bởi vì mặc kệ bọn họ ẩm ý thế nào, tố cáo ra sao, đều là Trần Đông Khôn chiến thắng cho tới bây giờ toàn bộ khu nhà này gần như chẳng còn một ai dám gây chuyện đều lựa chọn yên lặng ngậm miệng chịu thiệt cho nên diêu tĩnh hết sức sợ trần đông khôn hôm nay trần đông khôn tự mình dẫn người tìm tới cửa điều này làm bà ta cảm thấy chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng giải quyết được nghĩ đến đây trong lòng diêu tĩnh tràn đầy sự tuyệt vọng vì có thể để cho nhà mình một con đường sống cũng vì có thể cứu diệp thu một mạng bịch, siêu tĩnh trực tiếp quỳ xuống mặt đất, nhìn Trần Đông Khôn cầu xin tha thứ, ông chủ Trần, xin ông bất giận, chuyện này đều là hiểu lầm, xin ông chủ Trần đừng so đo với đám dân đen như chúng tôi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sắc mặt Hà Tình Tình lập tức thay đổi, cô ta vội vàng muốn đỡ Diêu tĩnh đứng lên. Tình Tình, con không cần để ý đến mẹ, mẹ chỉ là không muốn để nhà chúng ta lại gặp phải tai nạn mà thôi. Sắc mặt của Diêu Tĩnh tái nhợt, bà ta lắc đầu một cái rồi sau đó vội vàng nhìn trần đông khôn đau khổ cầu xin ông chủ trần tôi đồng ý với khoản bồi thường phá bỏ và di rời chỉ cầu ông có thể bỏ qua cho cả nhà chúng tôi và cậu diệp đây cậu ta cũng là tốt bụng nên mới ra tay giúp đỡ chúng tôi hy vọng ông đừng làm khó cậu ta để cậu ta đi thôi chuyện ngôn tình ôi ôi bây giờ biết nhượng bộ rồi hả sao vừa nãy đàn em của tôi tìm tới cửa lại hung hăng thế chứ trần đông khôn liếc diêu tĩnh một cái mặt đầy vẻ coi thường. Ông chủ Trần, tôi cầu xin ông, chỉ cần ông chịu bỏ qua cho chúng tôi, bỏ qua cho cậu Diệp, chuyện gì tôi cũng bằng lòng với ông. Siêu tính vội vàng cầu xin một lần nữa. Nói xong, bà ta liên tiếp dập đầu ba cái với Trần Đông Khôn. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tại sao phải cầu xin bọn họ tha thứ chứ? Hà tình tình nhìn mẹ mình khom lưng khủy gối như vậy, tạm thời cũng chút khó tiếp nhận. Tình tình, con đừng trách mẹ hèn yếu, mà bởi vì có vài người, chắc chắc chắn cả đời này chúng ta cũng không đắc tội nổi. Mẹ làm như vậy cũng là vì cứu cả nhà chúng ta mà thôi. Sắc mặt siêu tĩnh tái nhợt, bà ta mở miệng nói với khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ không cần phải làm như vậy, nếu bọn họ dám làm loạn, chúng ta cứ báo cảnh sát là được. Con cũng không tin trên thế giới này không còn pháp luật nữa. Hà tình tình nhíu đôi mày xinh đẹp nói. Ha ha ha, nhưng mà lời này của cô ta lại rước lấy một trận cười to khinh bỉ của đám người trần đông khôn cô nhóc cô thật sự quá ngây thơ rồi thậm chí ngây thơ đến mức có chút đáng yêu còn báo cảnh sát hả cảnh sát tới đây có tác dụng gì không không sợ nói cho cô biết ông đây chính là pháp luật chuyện mà ông đây muốn làm thì cho dù cảnh sát cũng không thể quản được trần đông khôn nhìn hà tình tình nói với khuôn mặt đầy vẻ hung hăng hống hách cô em cũng không nhìn xem ông chủ bọn anh là nhân vật nào trong tối ngoài sáng khắp toàn bộ thành phố Giang Châu cũng chẳng có ai mà ông chủ của bọn anh không quen biết. Báo cảnh sát ư, ha 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 hát, cô em có tin là quay đầu lại bị bắt vào đồn cảnh sát chính là các người hay không, sau đó các người còn chẳng nhận được một xu bồi thường nào. Thanh niên tóc màu gà đứng bên cạnh cười lạnh nói, cực kỳ ngông cuồng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Diêu Tĩnh và cả Hà Tình Tình đều lập tức thay đổi. Nhất là Diêu Tĩnh, vốn dĩ bà ta đã hết sức lo sợ rồi mà còn nghe được những lời này nữa toàn thân đều bắt đầu run lẩy bẩy vội vàng nặng nề dập đầu ba cái với trần đông khôn rồi cầu xin tha thứ ông chủ trần xin ông đừng so đo với con gái của tôi con bé không hiểu chuyện toàn nói bậy bạ không à dù thế nào đi nữa ông cũng đừng để trong lòng chỉ cần ông chịu tha cho cả nhà chúng tôi ông nói gì tôi cũng đồng ý ồ thật sao khóe miệng trần đông khôn hơi cong lên vẻ tươi cười đắc ý trên mặt càng ngày càng tăng. Đầu tiên ông ta cúi đầu quan sát thân thể diêu tĩnh một lượt, sau đó lại chuyển ánh mắt lên thân thể mềm mại của Hà Tình Tình, ngay lập tức hai mắt lóe lên tia sáng dâm đáng, khóe miệng lại thoáng qua một nụ cười tả ác, chuyện gì cũng đồng ý đúng không? Vậy thì chuyện này rất dễ giải quyết. Nói xong, ông ta vẫy tay với đám người phía sau. Một người đàn ông mặc áo đen vội vàng tiến lên trước, giao một phần hợp đồng tới tay Trần Đông Khôn. Trần Đông Khôn nhìn lướt qua rồi sau đó trực tiếp ném thẳng trước mặt Diêu Tĩnh và cười lạnh nói, ký tên vào bản cam kết từ bỏ tất cả các khoản bồi thường phá bỏ và di rời này, sau đó trong vòng 3 ngày dọn khỏi nơi này, tôi sẽ cân nhắc tha cho cả nhà các người. Cái gì, trong nháy mắt sắc mặt của Diêu Tĩnh trở nên tái nhợt. Bà ta còn tưởng rằng sau khi mình nhượng bộ, tối thiểu còn có thể đạt được khoản tiền 200.000 bồi thường phá bỏ và di rời kia. Mặc dù đây đã là bị thua thiệt nhiều, nhưng vì còn sống nên còn có thể nhịn được thì cũng cố gắng nhịn. Ai bảo mình chỉ là dân chúng tầm thưởng cơ chứ? Nhưng bây giờ Trần Đông Khôn lại ném ra bản cam kết này, rõ ràng cho thấy thậm chí 200 ngàn kia mà ông ta cũng không định cho. Đây là chuẩn bị trực tiếp ăn cướp một cách công khai mà. Vào lúc này, sắc mặt của Diêu Tĩnh đã khó coi tới cực điểm, bà ta vội vàng nhìn Trần Đông Khôn, định thương lượng, ông chủ Trần, tôi đã chuẩn bị đồng ý với khoản tiền 200 ngàn bồi thường phá bỏ và di rời kia rồi, nhưng bây giờ ông lại để cho tôi từ bỏ hết tất cả khoản tiền bồi thường, rõ ràng là không cho chúng tôi một con đường sống, xin ông chủ Trần châm trước một chút. Châm trước một chút ư? Ha ha, đàn em của tôi đến cửa thông báo cho các người, kết quả bị đánh đập bầm dập, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, chẳng lẽ cũng không cần tiền chữa bệnh sao? Tôi không tìm các người đòi thêm tiền cũng đã là quá nhân từ rồi. Toàn bộ 200 ngàn này cứ coi như là tiền bồi thường cho đàn em của tôi chữa thương bà nhanh chóng ký vào bản cam kết đi, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Trần Đông Khôn cười lạnh một tiếng, rất hung hăng cản quấy lên tiếng. Chuyện này, trên mặt Diêu Tĩnh lập tức lộ ra đầy vẻ tuyệt vọng. Thấy vậy, khóe miệng Trần Đông Khôn hơi cong lên một chút, nở một nụ cười dâm đáng, dĩ nhiên bà không muốn ký cũng được, chỉ cần hai mẹ con bà đồng ý ngủ với tôi một tháng, như vậy tôi không chỉ không truy cứu chuyện hôm nay nữa mà tôi còn sẽ cho mẹ con bà toàn bộ số tiền 200 ngàn phá bỏ và di rời kia, chắc chắn sẽ không thiếu một xu. Cái gì? Sắc mặt siêu kính lập tức thay đổi, trong nháy mắt toàn bộ khuôn mặt của bà ta đỏ bừng lên. Bà ta thật sự không có cách nào tưởng tượng ra rằng Trần Đông Khôn lại đưa ra yêu cầu hèn hạ bẩn thỉu như vậy. Thế mà lại để cho hai mẹ con bà ta ngủ với ông ta một tháng. Chuyện này thật sự quá biến thái, quá vô liêm sỉ. Ông đừng hòng, Đồ Lưu Manh, chương 153, Trần Đông khôn phách lối. Dì Diêu, xin dì chờ một chút, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Thu vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên anh lại mở miệng ngăn cản. Nghe vậy, Diêu Tính cũng sững sờ, bà ta lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Thu cười khổ nói, cậu Diệp, chuyện này đã mang đến phiền toái rất lớn cho cậu, kính xin cậu đừng quản nữa. Tôi không muốn cậu bị dính vào, cậu từng cứu mạng tôi, nếu cậu lại bị thương vì gia đình chúng tôi thì lương tâm của sẽ day dứt không dứt đó nói xong diêu tĩnh không để ý đến diệp thu khuyên can bà ta nhanh chóng ký tên của mình xuống thư tuyên bố từ bỏ tất cả bồi thường phá rỡ sau đó trực tiếp đưa cho trần đông khôn nói ông chủ trần tôi đã ký xong nhìn thấy diêu tĩnh đưa thư tuyên bố tới trần đông khôn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh đầy đắc ý ông ta muốn nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy thư tuyên bố nhưng mà đúng lúc này chỉ thấy một bóng đen lóe lên. Sau một phút, thư tuyên bố đã rơi vào trong tay Diệp Thu. Trần Đông Khôn sửng sốt một chút, sắc mặt của ông ta lập tức trầm xuống, hai mắt mở to trừng lớn nhìn Diệp Thu lạnh lùng nói, thằng danh con, cậu nhanh đưa thư tuyên bố cho tôi, đừng con mẹ nó cho thể diện mà không cần. Cậu phải biết, vốn dĩ bây giờ cậu có thể còn sống đứng ở đây, tất cả đều là do người phụ nữ này đang cầu xin giúp cậu. Bằng không mà nói, cậu đã nằm trên mặt đất từ lâu rồi, có biết không? Thật sao, khóe miệng Diệp Thu có chút cong lên, anh trực tiếp xé thư tuyên bố thành mảnh nhỏ. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt siêu tĩnh và cả hà tình tình lập tức biến đổi. Cả khuôn mặt của Trần Đông Khôn lập tức âm trầm xuống, hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh, ông ta lạnh giọng quát lớn, thằng danh con, cậu đang khiêu chiến giới hạn sự nhẫn nại của tôi sao? Phải thì thế nào, diệp thu cười nghiền ngẫm một tiếng không phải ông muốn thư tuyên bố sao tôi trả lại cho ông này nói xong diệp thu trực tiếp giải một nhúm mẩu giấy vụn ngay trước mặt trần đông khôn nhất thời mảnh giấy vụn bay loạn đầy trời như tuyết rơi mà ánh mắt của trần đông khôn cũng như muốn giết người á à, muốn chết cậu đang muốn tìm đường chết đó tôi muốn giết cậu chỉ nghe trần đông khôn gào thét một tiếng vô cùng phẫn nộ ông ta lập tức vung tay lên Bấy giờ có hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen trực tiếp vào tới chỗ của Diệp Thu, bao vây xung quanh Diệp Thu. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt hai mẹ con nhà họ Hà lập tức mắt hoàn toàn trắng bệch. Xin ông chủ trần bất giận, tôi ký lại một bản thư tuyên bố nữa cho ông là được. Tôi đồng ý từ bỏ tất cả khoản bồi thường phá rỡ, kinh mong ông nể tình tôi, cho cậu Diệp một con đường sống đi. Siêu tĩnh vội vàng sông lên trước để nắm lấy cánh tay Trần Đông Khôn, bà ta muốn cầu xin tha thứ giúp Diệp Thu con mẹ nó. Trần Đông Khôn trực tiếp phun một ngụm nước miếng lên mặt diêu tính, mặt mũi đầy khinh thường nói, nể mặt của bà à. Con mẹ nó, bà xứng sao? Bà nghĩ mình là ai? Nói xong, Trần Đông Khôn trực tiếp đạp diêu tính một cước té xuống đất. Mẹ! Hà tình tình vội vàng chạy lên đỡ diêu tính từ dưới đất dậy, cô ta trừng to đôi mắt đẹp nhìn Trần Đông Khôn, sau đó cô ta lạnh lùng nói, ông nhất định sẽ gặp quả báo. Ha ha, thật sao? ông đây lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn không biết quả báo là gì đấy. Trần Đông khôn cười khinh thường một tiếng, hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại tràn ngập hơi thở thanh xuân của Hà Tình Tình, trong mắt lóe lên một chút đê tiện. Ông ta trực tiếp nói lời căn dặn với những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen còn lại, tôi xem trọng hai mẹ con nhà này, đừng để hai người bọn họ chạy. Chờ sau khi tôi trừ khử thằng danh con kia thì hãy đưa hai người bọn họ đi. Vâng những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen còn lại đều nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Trần Đông Khôn trực tiếp nhìn sang Diệp Thu bị hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen vây quanh, vẻ mặt phách lối nói, thằng danh con, nói đi, cậu còn lời chăn chối gì muốn nói ra hay không? Có thì nói nhanh lên, bằng không là sẽ không còn cơ hội đâu. Nếu hiện tại ông quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, hẳn là còn kịp. Diệp Thu thản nhiên nói, ái trà, miệng lưỡi còn cứng rắn quá nhỉ, lên, ông đây thích kẻ mạnh miệng lắm. Trần Đông Khôn cười xem thường một tiếng, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh, ông ta lập tức trực tiếp ra lệnh cho hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, đánh cho tôi, đánh cho đến chết. Trần Đông Khôn vừa nói dứt câu là hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen cua lấy gậy cao su trong tay, cùng nhau tiến đến chỗ Diệp Thu. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt thanh niên đầu màu gà tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng cười lạnh nói, thằng danh con, mày cũng dám giả vờ khoe khoang khác lác trước mặt ông chủ của tao hả, tao xem lần này mày có chết hay không. Hừ, rất nhanh, trong hành lang vang lên tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng. Bọn họ vốn cho rằng là của Diệp Thu. Chuyện này khiến trong mắt Trần Đông Khôn và thanh niên đầu màu gà đều lóe lên một chút đắc ý. Nhưng mà còn không đợi hai người nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếp sau đó xuất hiện một tình huống khiến cho hai người kia cả đời khó quên. Chỉ thấy hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen liên tiếp ngã xuống đất, ôm bụng nằm dạp trên mặt đất, kêu thảm vô cùng đau đớn. Mà người còn có thể đứng đấy, cũng chỉ còn một mình Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, Trần Đông Khôn và thanh niên đầu màu gà đều ngây ngốc. Con mẹ nó, tình huống gì thế này? Không phải mình bị ảo giác đó chứ? Nghĩ tới đây, hai người rất ăn ý nháy nháy mắt rồi nhìn sang diệp thu lần nữa thế nhưng xem xét chuyện này hai người đều ngây ngẩn cả người bởi vì diệp thu vẫn bình yên không có chuyện gì đứng tại chỗ như cũ lông tóc cũng không bị tổn hại điều này khiến sắc mặt hai người thay đổi giống như gặp ma phải biết những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen này đều là đám đàn em thuộc cấp tinh anh trần đông khôn phải bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng ông ta chuyên dùng để đối phó với những người phản đối phá rỡ. Ông ta từng phá rỡ một tiểu khu, lúc ấy tiểu khu đó có một đám đàn ông liên hợp lại, hơn nữa trên tay cầm vũ khí, ý đồ chống lại chuyện ông ta muốn phá rỡ. Kết quả, Trần Đông Khôn chỉ phái ra 5 tên đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen là đã giải quyết được cả đám đàn ông kia. Mà bây giờ, hơn 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, tay cầm gậy cao su, đồng thời vây công một mình Diệp Thu vậy mà chỉ trong nháy mắt mọi bản lĩnh của bọn họ đều bị diệp thu đánh cho té chỏng gọng trên đất điều này thực sự khiến trần đông khôn ngạc nhiên kêu to một tiếng mà đúng lúc này diệp thu xoay người nhặt lên một cây gậy cao su từ dưới đất anh đi đến chỗ của trần đông khôn trần đông khôn thấy vậy toàn thân không tự chủ được run lên ông ta cũng bị dọa sợ nên vội vàng ra lệnh cho đám đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen còn dư lại đừng để ý đến hai mẹ con kia nữa mau lên hết cho tôi, trước tiên hãy đánh chết thằng danh con này. chương 154, bối cảnh mạnh mẽ. Chỉ thấy một mình Diệp Thu đối mặt với mười mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, anh chẳng những không mảy may khiếp sợ, ngược lại bàn tay mang theo gậy cao su còn nghênh đón từ chính diện. Vào giờ phút này, Diệp Thu cứ như là thiên thần giáng trần. Những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen kia đứng trước mặt Diệp Thu, vốn không có chút năng lực chống đỡ nào. Diệp Thu vốn dùng một gậy một người, mà những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen bị Diệp Thu đánh trúng, ngay cả kêu lên còn chưa kịp kêu là đã mềm nhũn ngã trên mặt đất ngay tại chỗ, không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen khí thế hung hăng, liên tiếp ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, bọn họ nằm lăn lóc khắp nơi. Nhìn sang chỗ Diệp Thu, bây giờ xung quanh anh, không còn một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen nào có thể đứng nổi, toàn bộ đều đã ngã trên mặt đất. Mà từ lúc những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen phóng tới chỗ Diệp Thu tập thể cho đến bây giờ. Cũng chỉ mới qua đi mười mấy giây mà thôi. Nhìn qua những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen kia nằm mổn ngang lộn xộn một chỗ. Cả người Trần Đông Khôn đều choáng váng, hai mắt của ông ta trừng thật lớn, miệng há hốc thật to có thể nhét vừa vào một quả táo. Về phần thanh niên đầu màu gà đã bị dọa đến cầm muốn rơi trên mặt đất từ lâu, dù sao diệp thu này thật sự là quá khỏe rồi so với đánh nhau trong phim võ thuật còn muốn khoa trương hơn người ta đánh trong phim võ thuật ít nhất vẫn phải đánh vài phút nhưng bây giờ thì sao ngay cả nửa phút cũng chưa tới là diệp thu đã giải quyết hết tất cả những người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen nói thật trần đông khôn lăn lộn lâu như vậy ở trong xã hội ông ta thật sự chưa từng gặp dạng này đây thật mẹ nó chính là một tên quái vật Tại sao mình lại trêu chọc phải anh nhỉ? Chẳng phải là ông ta đang đá trúng miếng sắt sao? Nghĩ đến đây, Trần Đông Khôn bị dọa đến toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau lưng cũng bị mồ hôi cho làm ẩm ướt. Mà đúng lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thu rơi vào trên người ông ta, anh lập tức nhấc chân đi thẳng đến chỗ ông ta. Chuyện này đã dọa sắc mặt của Trần Đông Khôn thay đổi, toàn thân đều không tự chủ được run lên. Ông ta vội vàng nhìn sang thanh niên đầu màu gà bên cạnh với giọng nói run rẩy gà đất, không phải trước kia cậu. Cậu luôn nói trung thành tuyệt đối với tôi sao? Cuối cùng hiện tại đã đến lúc cậu bày tỏ tấm lòng trung thành rồi, cậu mau ngăn thành danh con kia lại cho tôi, quay đầu tôi sẽ cất nhắc cậu lên làm phó tổng giám đốc công ty. Ông chủ, ông đừng nói dỡn nữa, làm sao tôi có thể là đối thủ của anh ta? Huống chi cái mông của tôi mới vừa bị thương, cho nên tôi... Thanh niên đầu màu gà cười khổ, Vẻ mặt khó khăn nói. Ít con mẹ nó nói nhảm đi, cậu có đi hay không? Không đi thì ông đây sẽ đánh chết cậu. Trần Đông Khôn hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên đầu màu gà một cái, lạnh giọng quát lớn. Thanh niên đầu màu gà bị dọa đến sắc mặt thay đổi, gã ta chỉ có thể bất đắc dĩ móc cây chùy từ trong túi ra rồi hít sâu một hơi, sau đó la lên một tiếng vào tới chỗ của Diệp Thu. Trần Đông Khôn thấy vậy, ông ta dự định nhân cơ hội này để quay đầu chạy trốn nhưng mà hiển nhiên ông ta đã đánh giá cao sức chiến đấu của thanh niên đầu màu gà này. Thanh niên đầu màu gà vừa mới vào tới trước mặt Diệp Thu, còn chưa kịp ra tay là đã bị Diệp Thu đạp cho một cước bay ra xa. Mà hiện tại Trần Đông Khôn vừa mới xoay người, ông ta mới vừa nhấc chân lên còn chưa kịp chạy một bước về phía trước. Nếu như ông dám tiến lên đằng trước một bước là tôi sẽ giết ông. Diệp Thu nhìn bóng lưng của Trần Đông Khôn, mặt không thay đổi nói. Mặc dù giọng điệu của anh bình thản như thế, nhưng lại không cho phép người ta có chút nghi ngờ nào. Trần Đông Khôn bị dọa đến toàn thân đều run lên, ông ta vội vàng xoay người chừng mắt nhìn Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu nói cậu. "Cậu đừng tới đây, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào tôi dù chỉ một chút thì hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng đấy." "Ồ, thật sao?" Diệp Thu híp hai mắt, nhếch miệng lên một nụ cười thú vị anh trực tiếp nhấc chân đi tới trước mặt Trần Đông Khôn nhàn nhạt, nhạt hỏi, nói đi, ai là người đứng sau lưng ông? Ông chỉ là một ông chủ của công ty phá rỡ, hẳn còn chưa đến mức phách lối như vậy. Nghe thấy câu nói này, cả người Trần Đông Khôn đều sướng sờ. Ông ta lập tức nhếch miệng lên một nụ cười lạnh đầy đắc ý, cả người cũng phô trương lên, à há, ngược lại thằng danh con như cậu thật có là sức quan sát đó, vậy mà có thể nhìn ra tôi là người có bối cảnh. Đã như vậy thì tôi cũng không che giấu nữa, nói thật cho cậu biết, bối cảnh sau lưng của tôi là tập đoàn bất động sản viễn trí. Bất động sản viễn trí ư, Diệp Thu nhướng mày. Không sai. Trần Đông Khôn tỏ vẻ đắc ý nhẹ gật đầu, ông ta lập tức nhìn sang Diệp Thu rất là phách lối nói, chắc hẳn cậu đã nghe nói đến tên của tập đoàn bất động sản viễn trí rồi nhỉ. Đây chính là tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố Giang Châu, phóng mắt ra toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng đủ để đứng top trên 10 vị trí đầu. Người dám chống lại tập đoàn bất động sản viễn trí, không cần biết cậu có bối cảnh hay thân phận gì, cũng đủ để cậu không sống nổi trên mảnh đất Giang Châu này. Và lại hiện tại công ty của tôi đang làm việc cho tập đoàn bất động sản viễn trí, bây giờ cậu đã biết bối cảnh của tôi mạnh mẽ ra sao chưa? Nghe xong lời Trần Đông Khôn, coi như cởi bỏ được sự nghi ngờ trong lòng Diệp Thu. Anh vốn còn cảm thấy kỳ lạ, chỉ dựa vào công ty phá rỡ nhỏ bé không có danh tiếng gì của Trần Đông Khôn mà lại dám trắng trợn dùng bạo lực phá rỡ như thế. Điều này thực có chút không phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu có tập đoàn bất động sản viễn trí ở sau lưng làm chỗ dựa cho ông ta, vậy thì lại khác. Dù sao lấy thế lực và địa vị của tập đoàn bất động sản viễn trí ở thành phố Giang Châu, ngược lại thật đúng là không ai dám quản. Chỉ là vì sao Lưu Viễn Chí lại dung túng cho công ty của mình đi làm ra loại hành vi vi phạm pháp luật còn mất hết lương tâm này cơ chứ? Mặc dù anh và Lưu Viễn Chí không có tiếp xúc nhiều, anh chỉ gặp qua ông ấy vài lần ở bệnh viện. Nhưng chỉ dựa vào tình thương chịu nặng của người ba đối với con trai mình của Lưu Viễn Chí, hẳn là nhân phẩm của người này không có vấn đề gì, trông ông ấy không hề giống một người làm kinh doanh lòng dạ hiểm độc trong mắt chỉ có lợi ích. Chẳng lẽ nói đằng sau chuyện này còn có ẩn khúc gì khác hay sao nghĩ tới đây diệp thu híp hai mắt nhìn trần đông khôn anh cười lạnh nói xem ra bối cảnh của ông vẫn rất mạnh mẽ nhỉ nhưng mà điều này có liên quan gì đến tôi không cậu có ý gì sắc mặt của trần đông khôn lập tức biến đổi còn không đợi trần đông khôn kịp phản ứng diệp thu không nói hai lời anh đã đập một gậy vào vai phải của trần đông khôn sặc sặc chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên xương vai phải của Trần Đông Khôn đã bị đập nứt ra. Dưới sức lực kinh khủng đập vào, chương 155, cậu thật to gan. Sau khi cúp điện thoại, Trần Đông Khôn tỏ vẻ phách lối nhìn Diệp Thu cười lạnh nói, thằng nhãi danh, nói thật cho cậu biết, cậu tiêu rồi. Cậu có biết chút nữa ai sẽ đến không? Phó Tổng Giám Đốc Hồ của Tập đoàn Bất Động Sản Viễn Trí Hồ Nhất Thống đó. Lấy thân phận và địa vị của cậu ấy thì giết chết cậu, đơn giản chỉ như bóp chết một con kiến tôi khuyên cậu tốt nhất tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi tôi nhanh bằng không mà nói cậu đợi bị ném vào hồ cho cá ăn đi lời này vừa nói ra thế nhưng lại làm cho hai mẹ con diêu tĩnh sợ hãi một mình trần đông khôn đến đây cũng đã khiến bọn họ không trêu chọc nổi không nghĩ đến thậm chí ngay cả phó tổng giám đốc hồ của tập đoàn bất động sản viễn trí cũng tới đó là ông chủ thật sự rồi nếu như đắc tội người này vậy còn có thể sống nổi không nghĩ đến đây, diêu tính vội vàng nhìn diệp thu nói: cậu diệp, cậu mau mau chạy đi, cánh tay vẫn mãi là cánh tay thôi, không thể biến thành đùi được. đúng vậy đó diệp thu, anh đi nhanh đi, cảm ơn anh đã giúp nhà chúng tôi nhiều như vậy, nhưng tôi thật sự không muốn liên lụy đến anh. hà tình tình cũng nhìn diệp thu, sắc mặt tái nhợt nói: ha ha ha, chạy ư, chạy được không? đắc tội tập đoàn bất động sản viễn trí không chỉ thành phố giang châu mà thậm chí là toàn bộ tỉnh thiên nam đều sẽ không còn chỗ cho cậu ta dung thân nữa rồi trần đông khôn ngang ngược cười to nói ông ta trực tiếp nhìn sang hai mẹ con nhà họ hà cười dâm dê nói còn hai mẹ con các người cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi đến lúc đó chờ tôi chơi chán hai người rồi tôi sẽ bán hai người giá cao cho những kẻ nhà giàu tin tưởng rất nhiều kẻ nhà giàu đều sẽ cảm thấy hứng thú với hai mẹ con xinh đẹp như hoa thế này ha 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 nghe thấy câu nói kia siêu tĩnh và hà tình tình bị dọa đến sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch trong mắt hiện lên đầy tuyệt vọng ông thật là biết nói phét ánh mắt lạnh lùng của diệp thu lườm trần đông khôn một cái anh lập tức nâng gậy cao su trong tay lên rồi trực tiếp quất một gậy vào miệng trần đông khôn trong lúc nhất thời răng trong miệng trần đông khôn đã muốn rụng sạch miệng bị sưng phồng lên máu chảy ra ngoài á à, tiếng kêu tan nát cõi lòng thảm thiết lại vang lên lần nữa hai mắt của trần đông khôn đỏ bừng chừng nhìn diệp thu độc ác nói thằng danh con có gan thì chờ đó cho tôi chờ phó tổng giám đốc hồ tới nhất định tôi sẽ để cậu ấy lấy mạng của cậu ồ tôi chờ ông nhưng trước lúc này nếu để tôi nghe mấy lời dơ bẩn buồn nôn phát ra từ trong miệng của ông nữa hậu quả kia ông cứ tự mình tưởng tượng diệp thu híp hai mắt lạnh lùng nói nói xong anh giơ cây gậy cao su lên trần đông khôn bị dọa đến rụt cổ lại ông ta vội vàng ngậm miệng không còn dám nói bừa nữa. Cứ như vậy, ước chừng trông qua khoảng 15 phút. Đột nhiên dưới bậc thang mặt truyền đến một tiếng rồn dập lên lầu. Nghe vậy, trong mắt Trần Đông khôn toàn là sự mừng rỡ, ông ta biết chỗ dựa của mình đã tới. Thế là ông ta vội vàng la to với bên dưới, phó tổng giám đốc hồ, tôi ở đây này, cậu mau lại đây cứu tôi đi. Câu nói của Trần Đông Khôn vừa rơi xuống, một người đàn ông trung niên bụng vệ mang theo năm tên vệ sĩ mặc tây trang vọt lên đừng nhìn những vệ sĩ này có số lượng ít nhưng bọn họ đều là cao thủ tất cả bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc trùng xuất ngũ sau đó lại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thực lực tương đối mạnh mẽ đám người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen của trần đông khôn dẫn tới so với năm tên vệ sĩ trước mặt vậy đó chính là một đám người ô hợp thấy vậy khóe miệng của diệp thu cong lên một nụ cười xem trò hay sau khi hồ nhất thống dẫn người xông lên đầu tiên là liếc qua trần đông khôn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của trần đông khôn sắc mặt của chú ta lập tức trở nên trầm xuống rồi lạnh giọng hỏi đông khôn là ai to gan mà lại dám đánh anh thành bộ dạng này thật sự là không để hồ nhất thống tôi vào mắt phó tổng giám đốc hồ cuối cùng tôi cũng chờ đợi được cậu đến rồi mặt mũi trần đông khôn đầy tủi thân và nước mắt ông ta lập tức vội vàng lấy tay chỉ vào diệp thu cắn răng nói hung thủ chính là cậu ta, đó là người dân chống đối pha rỡ. Tất cả đàn em của tôi đều bị cậu ta đánh ngã, phó tổng giám đốc Hồ, cậu nhất định không được buông tha cho cậu ta. Hồ nhất thống nhìn lướt qua đám đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen nằm đầy đất, chú ta híp hai mắt, lập tức chừng mắt nhìn sang Diệp Thu với sắc mặt âm trầm hỏi, người trẻ tuổi, là cậu chống đối phá rỡ, còn đánh người của tôi sao? Người của anh à, nói như vậy, người dùng bạo lực để phá rỡ tiểu khu này là anh và trần đông khôn kia hợp tác lại hả chủ tịch lưu viễn trí của các người không biết chuyện này đúng chứ khóe miệng của diệp thu có chút cong lên vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi sắc mặt hồ nhất thống thay đổi chú ta vội vàng hung hăng trợn mắt nhìn diệp thu mặt mũi đầy phách lối nói chủ tịch của chúng tôi biết hay không có liên quan gì tới cậu đâu cậu đã đánh người của tôi vậy hôm nay cậu phải trả giá đắt ai cũng không cứu được cậu thật sao khóe miệng của diệp thu có chút cong lên anh trực tiếp lấy điện thoại di động ra ấn số điện thoại cá nhân của lưu viễn trí anh thản nhiên nói là lưu viễn trí sao bên tôi có một số chuyện muốn nói với ông tự ông xem mà xử lý đi diệp thu kể đại khái chuyện ở bên này cho lưu viễn trí nghe nói xong diệp thu trực tiếp cúp xong điện thoại nhìn thấy tình huống này đầu tiên hồ nhất thống xứng sờ sau đó chú ta lại phá lên cười châm chọc nói ha 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 trông cậu diễn giống thật đó cậu dám gọi điện thoại cho chủ tịch chúng ta luôn à sao cậu không gọi điện thoại trực tiếp cho tổng thống mỹ luôn đi quả thật là buồn cười cậu biết số điện thoại của chủ tịch chúng tôi là số mấy không đúng đấy khoe khoang cũng có mức độ khoe khoang thôi chỉ là một tên dân đen mà thật sự coi mình là ai không chỉ giả bộ gọi điện thoại cho chủ tịch lưu lại còn dám gọi ra cả họ tên của chủ tịch lưu có phải là cậu đã khoe khoang quá mức rồi không nếu ngay cả loại người như cậu mà cũng có thể quen biết chủ tịch lưu vậy người nhà của tôi sẽ là bí thư của liên hiệp quốc rồi mặt mũi của trần đông khôn cũng đầy khinh thường diễu cợt nói lên hồ nhất thống khoát tay áo chú ta cũng lười nói nhảm với diệp thu chú ta trực tiếp vẫy tay một cái với vệ sĩ sau lưng rồi chỉ diệp thu hung ác nói lên phải khiến cho thằng danh con này nhưng mà chú ta vẫn chưa nói xong là đột nhiên chuông điện thoại di động của chú ta đã vang lên Hồ Nhất Thống vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thử, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Bởi vì cú điện thoại này lại là Lưu Viễn Trí gọi đến. Audio điện tử võ tấn bền. chương 156, cậu Diệp. Vào giờ phút này, cả người Hồ Nhất Thống đều ngây ngẩn. Bởi vì chuyện cưỡng chế phá rỡ, đích thật là chúng ta giấu Lưu Viễn Trí để lén ủng hộ Trần Đông Khôn đi làm. Nếu như vậy, tập đoàn Viễn Trí đỡ mất đi một khoản bồi thường phá rỡ chỉ cần lấy ra hai phần để đi đuổi những người dân kia là được rồi. Còn dư lại gần như 8 phần đều sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Ví dụ như lấy nhà diêu tĩnh ra mà nói. Tập đoàn viễn chí định dựa theo giá cả trên thị trường phải bồi thường hơn 100 vạn. Nhưng Hồ Nhất Thống lại lén để Trần Đông Khôn đi đe dọa nhà diêu tĩnh, khiến cho bọn họ không thể không chấp nhận giá phá rỡ thấp nhất. Cuối cùng lại chỉ cần bồi thường 20 vạn cho nhà diêu tĩnh là được mà còn dư lại hơn 80 vạn, tất nhiên cũng rơi vào túi riêng của chú ta và Trần Đông Khôn. Nhưng mà đây chỉ là một nhà trong số đó. Cả một tiểu khu có nhiều hộ gia đình như vậy. Nếu tất cả đều như vậy là sẽ có rất nhiều tiền. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ, tuyệt đối còn nhiều hơn cả số tiền mà nửa đời người chú ta đã kiếm được. Cũng chính vì lợi ích cách xù mới khiến cho chú ta đỏ mắt, cho nên đã làm ra chuyện mất hết lương tâm như thế ngay từ đầu cũng coi như thuận lợi, đa số các hộ gia đình bị Trần Đông Khôn uy hiếp gõ đều bị ép đồng ý với giá phá rỡ thấp thất. Điều này cũng khiến cho lá gan của Hồ Nhất Thống và Trần Đông Khôn càng lúc càng lớn, càng ngày càng tùy ý làm bậy. Nhưng mà khiến Hồ Nhất Thống không nghĩ tới chính là, bây giờ Lưu Viễn Trí lại biết chuyện này. Là ai nói cho ông ấy biết? Chẳng lẽ là thằng danh con trước mặt này sao? Nhưng làm sao thằng danh con này có thể có được số điện thoại cá nhân của Lưu Viễn Trí được? nghĩ tới đây hồ nhất thống nhìn thoáng qua diệp thu chú ta híp hai mắt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng chú ta dự định thề chết không nhận bởi vì chú ta thấy so với một người ngoài như diệp thu thì nhất định lưu viễn trí sẽ tương đối tin tưởng mình hơn thế là hồ nhất thống hít sâu một hơi vội vàng nói lời ngụy biện với lưu viễn trí ở đầu bên kia điện thoại xin chủ tịch hãy bớt giận trước anh nghe tôi giải thích đã nhất định là chuyện này có hiểu lầm có kẻ nào đó đã nói xấu tôi với anh phải không? kính xin anh nhất định đừng tin lời người nọ. tôi theo anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi là hạng người gì anh còn không biết sao? làm sao tôi có thể làm ra chuyện không bằng heo chó như vậy được? anh nói có đúng không? nói xong, hồ nhất thống còn cố ý lườm diệp thu một cái, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ đắc ý. chú ta thầm nghĩ, thằng danh con, dám tố cáo tôi à? cậu cũng không nhìn xem tôi là ai? Tôi là một trong những cấp dưới mà Lưu Viễn Trí tín nhiệm nhất, cậu chỉ là một người ngoài lại muốn dựa vào một chiếc điện thoại để tố cáo tôi, cậu có năng lực đó không? Nhưng mà Hồ Nhất Thống vừa đắc ý không đến 2 giây. Chỉ nghe trong điện thoại di động lại truyền đến giọng nói tức giận của Lưu Viễn Trí lần nữa, hiểu lầm ư. Hiểu lầm mẹ nó đấy, cậu coi tôi đây là kẻ ngu à, cậu Diệp là người có ơn với tôi, cậu ấy đã gọi điện thoại tới cho tôi rồi, còn có thể là giả hay sao? cái đồ chết bầm nhà cậu, chờ tôi đến xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào. Người, người có ơn ư, cậu Diệp à, cả người hồ nhất thống xứng sờ tại chỗ. Chính là tôi, khóe miệng của Diệp Thu có chút cong lên, vẻ mặt thích chí nói ra. Gì chứ, hồ nhất thống nghe vậy, toàn thân đều không tự chủ được run lên, đột nhiên trong lòng của chú ta dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Lưu Viễn chí nói, đưa điện thoại cho cậu Diệp ở trước mặt cậu đi, tôi đã không còn gì để nói với cậu nữa rồi. À à, được, sắc mặt Hồ Nhất Thống biến đổi, chúng ta không kịp nghĩ quá nhiều mà chỉ có thể nhanh chóng giao điện thoại giao cho Diệp Thu. Alo, Tổng Giám Đốc Lưu, Diệp Thu nhận lấy điện thoại mỉm cười nói. Cậu Diệp, thực sự thật xin lỗi, việc này là do tôi sơ sẩy, tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình. Sau khi tôi nhận được điện thoại của cậu là tôi cũng đã bắt đầu đuổi đến tiểu khu hạnh phúc, chừng 5 phút là tôi có thể đến ngay. Cậu cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn khiến cậu hài lòng. Lưu Viễn Trí vô cùng kính cẩn nói. Vậy phải làm phiền ông rồi. Diệp Thu thản nhiên nói. Anh trực tiếp cúp điện thoại, anh ném trả lại điện thoại di động cho Hồ Nhất Thống. Chủ, chủ tịch của chúng tôi đã nói gì? Hồ Nhất Thống nuốt khan một chút nước bọt nhìn Diệp Thu, sắc mặt tái nhợt hỏi. 5 phút nữa ông ấy sẽ đến. Diệp Thu thản nhiên nói. Gì chứ, hồ nhất thống biến sắc, hai chân mềm nhún, suýt chút bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên chú ta ý thức được, có vẻ như mình đã trêu chọc một người không nên trêu chọc. Có thể làm cho Lưu Viễn Trí gọi là cậu, hơn nữa lại coi trọng như thế, nói đến là lập tức đến ngay. Địa vị của người này ở trong lòng Lưu Viễn Trí là đến cỡ nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt hồ nhất thống lập tức khó coi tới cùng cực, nhưng mà hiển nhiên trần đông khôn ở bên cạnh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ông ta cũng không biết lưu viễn trí ở đầu bên kia điện thoại đã nói những gì ông ta chỉ muốn diệp thu nhanh chóng gặp chuyện xui xẻo để giải tỏa cơn giận trong lòng thế là ông ta không kịp chờ đợi trực tiếp nhìn hồ nhất thống nói phó tổng giám đốc hồ cậu còn ngây ra đó làm gì nhanh cho người ra tay đi mặc kệ cậu ta là cậu rượu quần què gì cậu cứ hung hăng đánh cho cậu ta một trận trước lại nói nghe thấy câu nói này Bỗng nhiên sắc mặt của Hồ Nhất Thống hoàn toàn biến đổi. "Chú ta không nói hai lời đã xoay người đạp vào người Trần Đông Khôn một cước khiến Trần Đông Khôn té xuống đất tại chỗ, trong miệng nổi giận mắng, ông giỏi lắm đấy. Tôi đạp chân ông thì đã làm sao?" Lần này đến phiên Trần Đông Khôn ngây ra, vẻ mặt của ông ta không hiểu hỏi, "Phó tổng giám đốc Hồ, cậu đạp tôi làm gì?" "Tôi đây đạp ông là bởi vì ông là một người không có đầu óc, ông bị ngu sao? Nếu ông nói thêm một câu nào nữa, tôi đây sẽ trừ khử ông trước đó. Hồ Nhất Thống hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đông Khôn nổi giận mắng. Trần Đông Khôn lập tức không dám lên tiếng nữa. Đừng thấy ông ta ngang ngược ở trước mặt những người dân bình thường như Diêu Tính, nhưng ở trước mặt Hồ Nhất Thống, ông ta chỉ là một con chó săn, tất nhiên không dám làm càn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt là đã đến 5 phút. Chỉ nghe dưới lầu truyền đến một tràn tiếng bước chân rồn rập ngay sau đó đám người đã nhìn thấy lưu viễn trí dẫn theo hai tên vệ sĩ áo đen đầu đầy mồ hôi vọt lên từ dưới lầu trông thấy tình huống này hồ nhất thống biến sắc trên mặt lập tức vội vàng nở một nụ cười mặt mũi đầy nịnh nọt nghinh đón lưu viễn trí chú ta kính cẩn nói chủ tịch anh tới rồi nhưng mà lưu viễn trí vốn cũng không để ý tới hồ nhất thống thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hồ nhất thống một cái ông ấy trực tiếp vòng qua hồ nhất thống mà nhanh chân đi đến bên cạnh diệp thu ông ấp khom người chào thật sâu mặt mũi đầy áy náy nói cậu diệp thật xin lỗi tôi đã tới muộn để cậu bị sợ hãi rồi tình cảnh này trực tiếp khiến hồ nhất thống và trần đông khôn đều bị choáng váng ngay cả hai mẹ con nhà họ hà cũng ngây ngẩn ngay tại chỗ trên mặt đầy khiếp sợ đường đường là chủ tịch của tập đoàn bất động sản viễn trí nhân vật truyền kỳ của giang châu vậy mà sau khi nhìn thấy diệp thu lại cúi người chào ngay chuyện này thật sự là không thể tin được không sao hết. Diệp Thu khoát tay áo thản nhiên nói, tôi chỉ hy vọng ông có thể xử lý tốt chuyện này, trả lại sự công bằng cho những người dân. Căn nhà mà người khác ở cả đời lại bị người ta phá rỡ như thế, kết quả đền bù tổn thất có 20 vạn, có phải có chút quá đáng rồi không? chương 157, đền bù tổn thất một bộ phòng. Theo lời Lưu Viễn Trí ra lệnh, hai tên vệ sĩ áo đen vào thẳng đến chỗ hồ nhất thống, ngay sau đó là một trận đánh tơi bời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hành lang đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của hồ nhất thống mà mấy người vệ sĩ hồ nhất thống mang tới thấy vậy cũng không dám tiến lên ngăn cản dù sao đây chính là do chủ tịch lưu viễn trí ra lệnh mặc dù bọn họ là vệ sĩ của hồ nhất thống nhưng suy cho cùng cũng là người của tập đoàn viễn trí cho nên dù có là bọn họ thì cũng không dám phản kháng rất nhanh hồ nhất thống bị đánh không thành hình dạng gì nữa cả người chú ta trông giống như đầu heo Thấy vậy, ánh mắt của Lưu Viễn Trí rơi vào trên người Trần Đông Khôn, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chuyện này khiến cho cả người Trần Đông Khôn đều không tự chủ được run lên, sau đó vội xin tha nói, "Chủ tịch Lưu, tôi chỉ nghe lệnh làm việc, việc này không liên quan gì tới tôi." Vào giờ phút này, coi như ông ta có ngu ngốc đi nữa thì cũng biết mình và Hồ Nhất thống hợp tác làm ra chuyện phá rỡ nhà bị bại lộ. Nhưng mà ông ta có biết cũng đã muộn rồi. Lưu Viễn Trí vốn cũng không muốn nói nhảm với ông ta ông ấy trực tiếp ra lệnh với năm tên vệ sĩ do Hồ Nhất Thống mang tới, nếu như các người không muốn bị liên lụy, vậy hãy hung hăng đánh ông ta cho tôi. Nói xong, Lưu Viễn chí chỉ vào Trần Đông Khôn. Đầu tiên là những vệ sĩ kia sững sờ, sau đó bọn họ không nói hai lời mà tranh nhau chen lấn vào tới chỗ Trần Đông Khôn, sau đó nữa là một trận quyền cước đấm đá với Trần Đông Khôn. Lúc đầu trên người Trần Đông Khôn đã bị thương, bây giờ lại đụng phải năm tên vệ sĩ khỏe mạnh đấm đá, ông ta suýt chút bị đau đến chết rồi vào giờ phút này thật là trần đông khôn muốn khóc lên ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng cứu binh mình gọi tới lại là người sẽ đánh mình trong lúc nhất thời trong toàn bộ hành lang đều là tiếng kêu lao oai oái của hồ nhất thống và trần đông khôn phải gọi là rất bi thảm tình cảnh này làm hai mẹ con nhà họ hà nhìn đến ngây người nhất là diêu tính trần đông khôn đã từng là người không ai dám động đến ở trong mắt của bà ta vậy mà giờ đây ông ta lại bị đè xuống đất hung hăng đánh đập giống như một con chó chết. đây là chuyện trước kia bà ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. lưu viễn chí quay người nhìn diệp thu, ông ấy vẫn luôn kính cẩn hỏi cậu diệp, cậu còn có đề nghị gì về chuyện liên quan đến phá rỡ không? ơi, hộ gia đình đó ở kia kìa, ông hỏi gì ấy xem có ý kiến gì không? diệp thu chỉ vào hai mẹ con diêu tĩnh người, thản nhiên nói được. lưu viễn chí nhẹ gật đầu ông ấy lập tức vội vàng xoay người đi tới trước mặt siêu tính, vẻ mặt ấy náy nói, chào bà, chuyện liên quan tới cưỡng chế phá rỡ trước đó, lưu viễn trí tôi ở đây trịnh trọng nói lời xin lỗi với bà. Xin bà yên tâm, về phần khoản bồi thường phá rỡ, tôi nhất định sẽ lấy giá tiền cao nhất trên trên thị trường để bồi thường cho bà. Mặt khác, chuyện phá rỡ nhà lần này là sai lầm lớn của tập đoàn viễn trí chúng tôi, cho nên tôi sẽ đền bù tổn thất cho bà một căn nhà ở trung tâm thành phố ngoài định mứ hai ngày sau tôi sẽ phái người đưa chìa khóa đến tận tay bà, không biết thế này bà có hài lòng không? Nghe vậy, cả người diêu tĩnh đều sướng sờ, bà ta che mặt khiếp sợ. Khoản bồi thường phá rỡ dựa theo giá cả cao nhất trên thị trường, đây đã coi như là chiếm được lợi nhuận không nhỏ. Căn nhà của bà ta tầm 70 mét vuông, nếu bị phá rỡ thì ít nhất có thể thu được bồi thường hơn trăm vạn. Đương nhiên đây còn không phải chuyện quan trọng nhất quan trọng nhất phải là Lưu Viễn Trí còn phải đền bù tổn thất cho bà ta là một căn nhà ở trung tâm thành phố. Hiện tại lấy giá nhà ở trung tâm thành phố ra xem, rẻ nhất cũng đã 3 vạn đồng một mét vuông. Xem như loại nho nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ một phòng khách, làm sao giá trị cũng phải hơn 200 vạn. Đây quả thực là nhặt được một lợi ích siêu to khổng lồ. Có khoản bồi thường phá rỡ hơn 100 vạn, lại thêm một bộ căn nhà mới ở trung tâm thành phố, sau này nhà bọn họ có thể trực tiếp gia nhập cuộc sống tầm trung rồi dù có không làm gì hết thì bọn họ cũng không phải lo chuyện ăn uống điều này khiến cho diêu tĩnh có cảm giác như vừa trúng giải độc đắc ông ông nói đều là thật sao diêu tĩnh nháy mắt nhìn lưu viễn trí vẻ mặt không dám tin hỏi đương nhiên là thật lấy quan hệ giữa bà và cậu diệp đương nhiên tôi sẽ không lừa gạt bà lưu viễn trí mỉm cười gật đầu hiển nhiên ông ấy đã xem diêu tĩnh và hà tình tình là bạn bè thân thiết với diệp thu mà hành động lần này của ông ấy cũng hoàn toàn là vì báo ơn nghe vậy trên mặt diêu tĩnh lập tức đầy kích động bà ta tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang diệp thu bà ta biết lần này nhà mình được lợi là do dính ánh sáng của diệp thu nếu không có diệp thu đừng nói nhà mới mà khoản bồi thường phá rỡ cũng không có thậm chí ngay cả mình và con gái đều gặp nạn Nghĩ tới đây, Diêu Tĩnh vô cùng biết ơn Diệp Thu. Bà ta quỳ bịch một tiếng xuống trước mặt Diệp Thu, mặt mũi đầy biết ơn nói: "Cậu Diệp, thật sự là rất cảm ơn cậu, cậu chính là người có ơn rất lớn với nhà họ Hà chúng tôi." Nói xong, Diêu Tĩnh quay đầu nhìn Hà Tình Tình vội vàng nói: "Tình Tình, còn không nhanh quỳ xuống với cậu Diệp đi." Hà Tình Tình vốn đang bị khiếp sợ, cô ta nghe vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần bước đến quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu vội vàng đi lên đằng trước một tay anh vịn chặt Hà Tình Tình, một tay khác lại đỡ Diêu Tĩnh đứng dậy mới cười nói, gì Diêu, Tình Tình, hai người làm gì thế? Đền bù tổn thất do việc phá rỡ vốn là chuyện hai người nên có được. Hai người không cần khách sáo như thế, nếu không tôi sẽ ngại đó. Diệp Thu, lần này thật sự cảm ơn anh. Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, vẻ mặt thành thật nói. Trong lòng của cô ta đã hiểu. Nếu như không có Diệp Thu, nhà mình sớm đã cửa nát nhà tan rồi mà do Diệp Thu xuất hiện đã thay đổi tất cả. Điều này khiến cho cô ta vô cùng biết ơn Diệp Thu, thật sự cô ta không biết nên cảm ơn Diệp Thu như thế nào cho thỏa đáng nữa. Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Diệp Thu khoát tay áo, khẽ cười nói. Anh lập tức quay đầu nhìn sang Lưu Viễn Trí, thản nhiên nói, theo tôi được biết, tiểu khu này còn có rất nhiều hộ gia đình khác cũng bị Trần Đông Khôn uy hiếp, bọn họ bị ép buộc đồng ý với phá rỡ gia thấp, tôi hy vọng chuyện này cũng có thể mau chóng được giải quyết. Xin cậu Diệp hãy yên tâm, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đích thân giám sát dự án này. Tất cả người bị ép buộc ký hợp đồng, tôi đều sẽ trả lại tiền đền bù tổn thất dựa theo giá gốc cho bọn họ. Lưu Viễn Trí vội vàng bảo đảm nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp thu hài lòng nhẹ gật đầu. Cậu Diệp, cậu tính xử lý hai người kia như thế nào? Lưu Viễn Trí chỉ vào Hồ Nhất Thống và Trần Đông Khôn bị đánh đến kêu thảm thiết, trông không còn hình người nữa rồi. Ông ấy rất kính cần hỏi. Ông xem đó mà làm thôi. Diệp Thu thản nhiên nói. Được, Lưu Viễn Trí nhẹ gật đầu, ông ấy lập tức ra hiệu bọn vệ sĩ dừng tay. Chủ tịch tha mạng, Hồ Nhất Thống và Trần Đông Khôn vội vàng bò dậy từ dưới đất, bọn họ quỳ gối trước mặt Lưu Viễn Trí để cầu xin tha thứ. chương 158, gửi thư khiêu chiến. Hồ Nhất Thống vốn còn muốn van nài Lưu Viễn Trí, nhưng Lưu Viễn Trí cũng không thèm nhìn chú ta một cái nào, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Đông Khôn, lạnh lùng nói, Trần Đông Khôn, tôi cho anh hạn một ngày phải giải tán công ty phá rỡ và di rời Đông Khôn, sau đó cút khỏi Giang Châu, nếu như không làm được thì anh hãy tự gánh lấy hậu quả đi. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Trần Đông Khôn bỗng nhiên trở nên giống hệt hồ nhất thống, trắng bệch như tờ giấy trắng. Ông ta biết sau khi trải qua việc này, cuộc sống của chính mình ở tỉnh Thiên Nam sẽ vô cùng khó khăn, nửa bước cũng khó đi. Nhất định là không thể nghĩ đến việc động vào cái nghề bất động sản này nữa. Việc này khiến cho một người không biết tí gì về các ngành nghề khác như ông ta không biết sau này nên làm gì để sinh tồn. Tới xưởng giày để làm công sao? Vào lúc này, không biết trong nội tâm Trần Đông Khôn và Hồ Nhất Thống đã tuyệt vọng và hối hận đến mức nào rồi. Nhưng mà trên đời này không bán thuốc hối hận hai người bọn họ vì lợi ích mà quyết định làm ra những chuyện tàn ác thấu trời động đất như vậy thì đương nhiên kết cục của bọn họ cũng đã được định sẵn rồi cái này gọi là người làm trời xem không phải là không có quả báo mà là chưa tới lúc việc đã đến nước này rồi thì cũng coi như là vẽ lên một dấu chấm tròn tại đây vì có lưu viễn trí tự mình ra tay nên những gia đình bị cưỡng ép phá rỡ kia đương nhiên cũng được bồi thường hai mẹ con nhà họ hà đối xử với diệp thu như ân nhân dù sao thì nếu không có Diệp Thu thì chuyện này đã có kết quả khác. Quyền quán thiên ưng. Xét trên toàn bộ Giang Bắc thì có thể thấy võ quán này xếp thứ ba. Mà chủ võ quán chính là Mạc Côn, truyền nhân thứ 98 của thương ưng quyền Pháp. Người này được xưng danh là ở khắp cả Giang Bắc cũng không có địch thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa sư đệ của Mạc Côn là Trịnh Luân cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy, hai người được khen là tuyệt thế song ưng, nắm giữ danh vọng lớn trong giới võ thuật của giang châu cũng chính bởi vì vậy mà quyền quán thiên ưng hấp dẫn vô số môn đồ cho nên những năm nay thế lực của nó càng ngày càng phát triển còn ngấm ngầm có thể xông lên làm võ quán đứng đầu giang bắc trong giang bắc này có thể nói là gần như không ai dám trêu chọc tới nhưng mà ngay ngày hôm qua quyền quán thiên ưng xuất hiện một sự việc khá mất mặt sư đệ của mạc côn người được xưng là một trong hai tuyệt thế song ưng Trịnh Luân bị người đánh cho bị thương nặng trong quá trình chấn giữ địa bàn cho bang liệt hỏa. Điều này đối với một võ quán, đặc biệt là quyền quán thương ưng, là một võ quán lớn thì cũng xem như vô cùng nhục nhã rồi. Nếu như không xử lý tốt thì rất có thể danh tiếng của quyền quán thương ưng sẽ bị hao tổn từ đây. Thậm chí còn sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Phòng chữa bệnh, quyền quán thương ưng. Mà Côn nhìn Trịnh Luân nằm ở trên giường, cả khuôn mặt đều sưng đến biến dạng, sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, ông ta cắn răng hỏi, sự đệ, em có biết người đã thương em là ai không? Trịnh Luân lắc đầu, sắc mặt khó coi, nói, em chỉ biết hình như tên của hắn ta là cái gì Diệp Thu thôi, còn những cái khác thì hoàn toàn không biết. Diệp Thu, mà côn nheo hai mắt lại, trong mắt lóe ra một tia sắc bén, uy nghiêm đáng sợ, ông ta lạnh lùng nói, hừ, quan tâm hắn ta là cái gì Diệp Thu hay Hoa Thu làm gì? chỉ cần đánh em bị thương thì quyền quán thương ưng chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Sư đệ, em cứ việc yên tâm dưỡng thương đi, mối thù này sư huynh nhất định sẽ báo giúp em. Sư huynh, anh cũng phải cẩn thận, mặc dù người này vẫn còn trẻ nhưng thực lực không thể khinh thường. Trịnh Luân do dự một chút, nhắc nhở. Yên tâm, ở cái giang bắc này vẫn chưa có người nào có thể làm đối thủ của sư huynh, chỉ là run dế mà thôi, xem sư huynh dùng không bóp nát xương của hắn đi mạc côn cười lạnh mặt tràn đầy khinh thường nói ngay sau đó ông ta trực tiếp quay ra ngoài cửa hô to người đâu một thanh niên mặc quần áo luyện công vội vã đi vào tay ôm thành hình quyền một mực cung kính nói ông chủ có gì phân phó ạ à? phát động tất cả các mạch quan hệ của mọi người tới khi nào điều tra ra được tên nhóc tên diệp thu này cho tôi một khi tìm được thì lập tức gửi thư khiêu chiến cho hắn mạc côn trực tiếp ra lệnh tuân lệnh người thanh niên ôm quyền lập tức vội vàng xoay người đi làm sư huynh anh phải gửi thư khiêu chiến cho diệp thu sao trịnh luân sửng sốt một chút hỏi không sai mà côn tự tin gật đầu cười lạnh nói sau ba ngày anh sẽ bố trí đài hạ lôi của quyền quán thương ưng rồi mời mọi người trong giới võ thuật giang châu đến đây tham quan đến lúc đấy anh sẽ dùng trạng thái nghiền ép tuyệt đối đánh bại diệp thu ở trước mặt tất cả mọi người báo thù cho em Thuận tiện cũng là vì danh tiếng của quyền quán thương ưng chúng ta, rửa sạch nỗi nhục nhã này, làm cho tất cả mọi người đều biết rằng quyền quán thương ưng chúng ta tuyệt đối không dễ trêu chọc. Vậy người sư đệ này sẽ ở đây chúc mừng sư huynh sớm. Trịnh Luân ôm quyền, cố nén nét mặt đau đớn, nhếch miệng cười nói: "Ha ha ha, sư đệ, em cứ an tâm dưỡng thương đi, những chuyện khác em không cần phải lo đâu, anh nhất định sẽ khiến cho cái tên Diệp Thu kia trả giá nặng gấp 10 lần em." mà côn ngửa đầu nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo, nói. Nhưng mà ông ta còn không biết thực ra buổi tối ngày hôm đó chính Diệp Thu đạp một phát người của ông ta đã ngất rồi. Nếu ông ta biết rồi thì không biết rằng vẻ mặt sẽ trở nên đặc sắc như thế nào đây. Sau khi rời khỏi nhà họ Hà, Diệp Thu trở lại hãn hải Lam Thành. Thời điểm vừa đi tới cửa lớn của biệt thự, Diệp Thu cảm giác có gì đó không đúng, mí mắt phải vẫn luôn giật giật khi diệp thu vừa đẩy cửa lớn của biệt thự ra nhìn vào bên trong thì cũng sửng sốt anh thấy trên ghế sofa có một bóng người đang ngồi không phải lâm thanh hã mà chính là mẹ vợ của mình triệu thư đình điều này làm cho diệp thu hơi nhíu mày là ngọn gió nào đưa mẹ vợ anh tới đây chứ từ lần trước bà ta sắp xếp cho lâm thanh nhã ra mắt sau đó bị anh phá tung thì cũng đã lâu rồi bà ta không có động tĩnh gì không ngờ rằng hôm nay bà ta lại trực tiếp tới tận nhà điều này làm cho Diệp Thu có chút bất ngờ. Chẳng qua là vì còn vướng lâm thanh nhã nên Diệp Thu vẫn đi lên phía trước, mỉm cười cháu hỏi, mẹ, tại sao mẹ lại tới đây vậy? Vốn tưởng rằng Triệu Thư Đình nhất định sẽ tranh chua nói anh hai câu nhưng không ngờ rằng bà ta trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa, mặt tràn đầy nhiệt tình nói, ai ra, Diệp Thu à, con đã về rồi đấy à, có đói bụng không? Ăn cơm không? Nhìn người mẹ vợ vô cùng nhiệt tình ở trước mặt này, cả người Diệp Thu đều sững sờ. Tình huống này là như thế nào? Trước kia, mẹ vợ anh nhìn thấy anh mà không trào phúng, nói móc anh vài câu thì căn bản là không được, chứ đừng nói đến việc quan tâm anh. Tại sao hôm nay lại khác thường như vậy, lại còn hỏi anh có đói bụng không, có ăn cơm không? Lẽ nào sự việc ra mắt lần trước khiến cho bà ta tức đến nỗi chập mạch rồi à? Hay là mặt trời mọc ở hướng tây? Vậy cũng không đúng, bây giờ đã là buổi tối rồi, cũng không còn mặt trời nữa. Có điều kỳ lạ đây tuyệt tối là điều kỳ lạ, hay là trước hết cứ xem xem rốt cuộc trong não người mẹ vợ này muốn nói cái gì. Nghĩ tới đây Diệp Thu nhếch miệng khẽ mỉm cười, anh nói, mẹ, con không đói bụng, vừa nãy con mới ăn cơm ở bên ngoài xong. Đã ăn cơm rồi à, vậy thì cũng cứ đến đây ăn thêm ít nữa đi. Nói xong, Triệu Thư Đình trực tiếp đi về phía phòng bếp. Chỉ một lúc sau, bà ta bưng một chén canh đi ra ngoài, đi thẳng tới trước mặt Diệp Thi, rất nhiệt tình nói, Diệp Thu à, con đã vất vả cả ngày vì cái nhà này rồi, chắc hẳn cũng mệt muốn chết rồi đúng không? Mẹ đặc biệt làm canh gà đen hầm cho con đây, tranh thủ uống nhanh lúc còn nóng đi. Chương 159, sự việc xảy ra khác thường. Chẳng lẽ mẹ vợ của anh thật sự đột nhiên nắm được điểm then chốt nên thay đổi tốt hơn? Thế nhưng như vậy cũng không thể biến hóa nhanh như thế được chứ? Không đúng, nghĩ đến đây, Diệp Thu vội vã lắc đầu, nói: "Mẹ, vừa rồi con mới ăn cơm ở bên ngoài xong." hơn nữa cũng đã no mất rồi nếu không thì mẹ cứ đặt canh ở chỗ đó đi đợi đến lúc con đói thì hâm nóng lại uống sau con cái đứa nhỏ này có phải là ghét bỏ đồ mẹ nấu đúng không sắc mặt triệu thư đình biến đổi có chút không vui hỏi con không có ý đó mà là con thật sự không uống được nữa diệp thu lắc đầu giải thích cũng chỉ là một bát canh thôi mà cũng không có nhiều tốt xấu gì thì con cũng nên uống thêm mấy miếng chứ như vậy cũng coi như xứng đáng với tấm lòng thành của mẹ nếu không thì mẹ thật sự rất đau lòng khó mà bỏ qua chuyện này được triệu thư đình nói được một lúc hai mắt trở nên đỏ rực giống như sắp khóc đến nơi thấy vậy diệp thu hơi nhíu mày nếu để cho lâm thanh nhã phát hiện ra bản thân anh làm cho mẹ vợ khóc thì không phải khoảng thời gian anh thích góp ấn tượng tốt ở trước mặt cô đều mất hết sao nghĩ tới đây diệp thu trở nên đau đầu chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ tiếp nhận bát canh gà đen hầm rồi uống liền một hơi cạn sạch. Thấy vậy, tận sâu trong ánh mắt Triệu Thư Đình lóe lên một tia đạt được ý xấu, bà ta lập tức nhếch miệng cười nói, con xem một chút đi nào, có phải đã uống hết rồi không? Chỉ là một bát canh mà thôi, căn bản không chiếm nhiều bụng mà, vị như thế nào? Mùi vị rất tốt. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên vách tường, nghi ngờ nói, đúng rồi mẹ, còn thanh nhã thì sao? cô ấy còn chưa trở lại sao? Nó nói là công ty còn có chút việc, đoán chừng chờ chút nữa sẽ về, không có chuyện gì đâu, con không cần phải để ý. Mẹ làm cơm cho nó rồi, đợi lát nữa nó về mẹ hâm nóng lại cho nó ăn. Triệu Thư Đình cười nói. Hay là để con đi? Diệp Thu sắn tay áo lên, muốn đi về phía nhà bếp. Triệu Thư Đình vội vã vươn tay ra ngăn cản Diệp Thu, ai ra, đứa bé này, mẹ thật vất vả mới đến đây một chuyến, con không cần phải làm những việc này đâu ngày nào cũng đi làm mệt muốn chết rồi chứ gì nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi chuyện bên ngoài con không cần lo đâu nghe những lời ấy diệp thu chỉ biết gật đầu nói vậy được rồi mẹ con đi về phòng trước nếu như mẹ có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi con ngay lập tức được rồi mau đi đi triệu thư đình vẫy tay một cái thấy vậy diệp thu khẽ nhíu mày anh không thể làm gì khác ngoài việc xoay người đi về phía phòng của mình dọc theo đường đi diệp thu đều lẩm bẩm trong lòng chính là mẹ vợ của anh tại sao lại đột nhiên thay đổi tốt hơn chứ lẽ nào lương tâm phát hiện ra rồi sao hay là có mưu đồ gì khác nói chung là bản thân anh vẫn phải đề phòng một chút mới được rất nhanh anh đã đi đến cửa phòng mình diệp thu trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng tiện tay đóng cửa lại anh vừa mới chuẩn bị mở đèn led trong phòng ra thì đúng vào lúc này một trận thơm quyến rũ đột nhiên xông vào mũi ngay sau đó diệp thu cảm giác được một thân thể mềm mại nóng hừng hực chui vào trong ngực mình điều này làm cho cả người diệp thu đều sững sờ còn không đợi anh kịp phản ứng một đôi môi anh đào mềm mại đã dính ở trên miệng anh ngay lập tức diệp thu chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật hô hấp chỉ thuộc riêng về cơ thể của người phụ nữ trong lúc nhất thời diệp thu cũng có chút bối rối không chút nghi ngờ nào ở trong lòng anh lúc này chính là một cô gái chỉ là vì sao trong phòng riêng của anh lại có người phụ nữ chứ lẽ nào là lâm thanh nhã không có khả năng bình thường ngay cả đụng chạm nhẹ mà lâm thanh nhã cũng không muốn cho anh chạm thử chứ nói gì đến việc trốn vào trong phòng ngủ của anh rồi chủ động ném mình vào vòng tay của anh chứ chuyện này căn bản là không có khả năng mà trong chốc lát diệp thu ngây người này thân thể mềm mại trong ngực anh đã dính sát vào người anh rồi, còn bắt đầu dẫy ruộ không ngừng, phát ra những tiếng thở dốc quyến rũ. Đồng thời, một đôi nhỏ không thành thật cũng đưa về phía dây thắt lưng của Diệp Thu. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Diệp Thu cảm thấy lưng quần của mình bị buông lỏng. Điều này làm cho Diệp Thu khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt. Mặc kệ cô gái này là ai, nhưng nếu cứ tiếp tục để việc này tiến hành thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì thế Diệp Thu vội vàng vươn tay sờ về phía công tắc đèn, mở đèn led trong phòng lên. Bụp, ngay lập tức, căn phòng vốn dĩ đang một màu đen kịt đột nhiên sáng rực. Mà Diệp Thu cũng nhờ vào đó nhìn rõ được diện mạo thật sự của người phụ nữ trong ngực. Vậy mà lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Thoạt nhìn tuổi tác chỉ ước chừng khoảng 20 tuổi, rất trẻ, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, mặt trái xoan, ở góc bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ chi cũng vì đó mà lại thêm mấy phần quyến rũ. làn da của cô gái đó cũng rất trắng, rất bóng loáng. mà giờ phút này ở trên người cô ta chỉ mặc một cái váy ngắn màu đen, mà lại là loại vải vóc vô cùng ít, vô cùng mỏng, còn vô cùng ngắn. làn váy ngắn chỉ vừa tới bẹn đùi. thân thể mềm mại của cô gái này còn tràn ngập hơi thở thanh xuân, tỏa ra vô cùng nguyền nguyễn. một cặp đùi tinh tế, thẳng tắp, trắng như tuyết càng phơi bày hoàn toàn ra ngoài không khí. Kể cả là Diệp Thu cũng không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút. Đương nhiên giờ phút này trong mắt Diệp Thu sự nghi hoặc chiếm phần nhiều hơn. Một cô gái hoàn toàn xa lạ như vậy tại sao lại xuất hiện ở bên trong phòng của mình chứ? Với an ninh của thành phố Hán Hải Lam thành thì có thể khẳng định là người bình thường không thể tùy tiện tới đây được, huống chi là còn đi vào phòng của anh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô gái này giống như là ở sẵn trong biệt thự để chờ anh về nếu không thì cũng không thể bản thân anh vừa mới tiến vào phòng cô gái này đã trực tiếp nhào lên nghĩ tới đấy diệp thu vội vã đẩy cô gái kia ra hít sâu một hơi để cho mình khôi phục bình tĩnh lại rồi lập tức mở miệng hỏi cô là ai tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của tôi anh không cảm thấy vào thời điểm này mà hỏi vấn đề như thế sẽ làm mất hứng sao không bằng chúng ta nắm bắt thời gian cố gắng hưởng thụ một đêm xuân này đi cô gái quyến rũ nở nụ cười lập tức lao tới chỗ Diệp Thu một lần nữa. Nhưng mà lúc này có vẻ như Diệp Thu đã sớm có phòng bị rồi nên vội vàng trốn sang bên cạnh một chút khiến cho cô gái vổ hụt. Anh lạnh lùng nói, tốt nhất cô hãy nói cho tôi biết cô là ai, nếu không thì đừng trách tôi không lịch sự với cô. Anh thật sự cam lòng làm như vậy đối với người ta sao? Anh trai, người ta muốn cánh tay rắn chắc của anh ôm ôm ấp ấp. Cô gái chấp chấp đôi mắt to ngập nước, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, tội nghiệp nói, dáng vẻ kia thật sự là khiến cho người ta muốn kéo vào trong ngực, cố gắng yêu thương một phen. Kể cả là Diệp Thu khi nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có cảm giác miệng khô lưỡi đắng, cơ thể dâng lên một loại nóng nực không thể tin được. Điều này làm cho Diệp Thu nhíu mày, chương 160, một loạt âm mưu. Không đúng, chuyện này rất không đúng. Mặc dù anh cũng là một người đàn ông bình thường nhưng đối với những người phụ nữ ngoài trừ lâm thanh nhã thì bản thân anh vẫn có năng lực ngăn cản nhất định cho dù coi như lam thanh nhã làm ra động tác như thế ở trước mặt mình thì bản thân cũng sẽ không trở nên kích động giống như bây giờ mà vào thời khắc này một cô gái xa lạ lại có thể làm cho anh hưng phấn thành cái bộ dạng này điều này thật sự là một việc rất kỳ quái chẳng lẽ mình bị bỏ thuốc sao nghĩ đến đây diệp thu không khỏi hồi tưởng lại mọi việc anh làm từ lúc vào nhà đến giờ một loạt hành động của mẹ vợ triệu thư đình đều rất khác thường không những không tiếp tục cười chê anh mà ngược lại còn hỏi han ân cần, lại còn cho anh uống canh gà. Còn là không uống không được. Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì thấy được bát canh kia tuyệt đối có vấn đề. Rất có thể bà ta đã hạ độc ẻ bên trong, mà cô bé này đoán chừng cũng là do bà ta tìm đến. Tất cả những thứ này chỉ sợ đều là kế hoạch mà bà ta đã ấp ủ sẵn từ trước. Trong lúc nhất thời sắc mặt Diệp Thu trở nên âm trầm ngay lập tức thực sự là trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân mình lại bị mẹ vợ chơi chiêu. Trước tiên là để cho anh đánh mất lý trí sau đó xảy ra quan hệ với cô bé này, tiếp theo đưa Lâm Thanh Nhã tới bắt gian tại trận. Đến lúc đó, Lâm Thanh Nhã nhất định sẽ đổi mình ra khỏi nhà trong cơn tức giận. Mà chuyện như vậy lại rất hợp ý của Triệu Thư Đình. Không thể không nói đây quả thật là một kế hoạch độc ác. Điều này khiến cho trong lòng Diệp Thu lập tức cảm thấy chán ghét Triệu Thư Đình thêm mấy phần. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc tính sổ với bà ta, việc cấp bách lúc này là phải loại bỏ hết thuốc bên trong thân thể anh ra. Nếu không để thuốc tùy ý phát huy tác dụng thì cho dù anh có là một thánh nhân cũng sẽ không thể khống chế được. A. Diệp Thu hít sâu một hơi, để cho mình tạm thời duy trì bình tĩnh anh lập tức khép hai ngón tay lại rồi điểm vào mấy sao 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 trên người mình. Chỉ cần điểm vào những sao 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 này thì có thể loại bỏ được phần lớn độc dược còn lại phải dựa theo nội lực của bản thân Diệp Thu để có thể sắp xếp sao cho bản thân ra ngoài được. Nhưng mà ngay lúc Diệp Thu chuẩn bị điểm huyệt cho mình thì cô gái kia lại nhào tới một lần nữa, cánh tay tinh tế bóng loáng cuốn lấy cái cổ của anh, thân thể mềm mại nóng bỏng trực tiếp cọ sát trên cơ thể anh. Cảm thụ được vật mềm mại chỉ thuộc về duy nhất người phụ nữ, Diệp Thu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa thì anh không thể khống chế được bản thân mình. Dù sao bây giờ anh đã bị trúng thuốc rồi. Không cẩn thận thì đều có thể đánh mất lý trí. Diệp Thu hít sâu để cho mình cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh, rồi lập tức trừng mắt nhìn cô gái, lạnh lùng nói, buông tôi ra. Ai nha, người đàn ông này thật không có tí thú vị gì hết, sao lại đối xử hung hăng với người ta như vậy chứ, không thể dịu dàng một chút à. Cô gái cười híp mắt nhìn Diệp Thu sau đó lập tức kề sát vào bên tai anh, dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm một chút vào vành tai anh, ở phía trên cũng khẽ thổi vào một hơi. Ngay lập tức, Diệp Thu chỉ cảm thấy toàn thân tê tê như bị điện giật. Điều này đã làm cho anh không thể bình tĩnh, suýt chút nữa thì đánh mất một chút lý trí cuối cùng. Anh phải cố gắng cưỡng chế ngọn lửa kia. Diệp Thu một phát bắt được cái cổ trắng nõn của cô gái, mạnh mẽ đẩy cô ta ra khỏi lồng ngực của mình, sau đó trực tiếp ném lên trên giường. Ai ui! Cô gái bị ngã đau, vừa kêu lên vừa xoa cái cổ vừa bị Diệp Thu bóp chặt, vẻ mặt bất mãn, u oán nói, này, tôi hỏi anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không vậy? Anh đối xử với con gái như thế sao? Nằm ở yên đó đừng nhúc nhích, nếu gần tôi thêm một chút nữa thì đừng trách tôi không lịch sự với cô. Tôi không đi qua đấy thì anh đi qua đây đi. Cô gái nở một nụ cười kiều mị, đầu lưỡi liếm quanh môi anh đào, ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Thu, mười phần mê hoặc. Cùng lúc đó, cặp chân dài trắng như tuyết kia hoàn toàn phơi bày ở trong không khí, cũng nhẹ nhàng cọ tới cọ lui trên chiếc chăn mềm mại kia, Cô ta bày ra hết tư thế mê người này đến tư thế khác, như ẩn như hiện quyến rũ trái tim người ta. Vào đúng lúc này, Diệp Thu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, suýt chút nữa không nhịn được mà nhào tới. Anh phát hiện cô bé này nằm ở trên giường ngược lại càng mê người hơn. Không được, phải mau chóng loại bỏ độc dược đi nếu không thì coi như mình có là Liễu Hạ Huệ đi chăng nữa cũng không chống được loại mê hoặc này. Hít, anh hít vào vài hơi không khí lạnh Diệp Thu vội vàng nhắm hai mắt lại, hai ngón tay dùng sức điểm vào mấy sao, sao 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 trên người mình. Chỉ một lúc sau Diệp Thu cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác mát mẻ, ép những cái máu thịt khô nóng kia xuống. Mà sắc đỏ trên khuôn mặt Diệp Thu cũng dần dần biến mất, sắc mặt khôi phục lại bình thường. Phù. Anh thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó chống đỡ đi qua bằng không nếu như không nhịn được thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi đoán chừng đời này anh cũng không thể nghĩ đến làm vợ chồng chân chính với lâm thanh nhã nghĩ đến đây trong lòng diệp thu dâng lên một ngọn lửa không có tên chính là mẹ vợ của anh thật sự tìm cho anh một phiền toái lớn mà diệp thu cắn răng lập tức bước nhanh tới bên tủ quần áo cầm một bộ đồ thể thao của mình ném cho cô gái đang nằm trên giường lạnh lùng nói mặc quần áo vào rồi rời đi này anh cái người này chẳng vui vẻ gì hết. Tôi thật sự không có chút mê hoặc nào đối với anh sao? Cô gái Trừng Diệp Thu một cái, vẻ mặt u oán hỏi. Trên thế giới này, người có thể mê hoặc tôi chỉ có vợ tôi thôi. Mặt Diệp Thu không hề có cảm xúc gì, rất lạnh lùng, nói. Anh, cô gái tức giận, đôi mắt to đẹp trừng lớn, cô ta không cam lòng, cũng muốn lao tới Diệp Thu một lần nữa. Diệp Thu trực tiếp lắc người một cái khiến cho cô gái vổ hụt, sau đó anh lập tức chừng mắt nhìn cô gái, giọng điệu lạnh lẽo tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô còn không mặc quần áo rồi rời đi thì tôi sẽ trực tiếp ném cô ra ngoài qua cửa sổ. Ánh mắt anh lạnh lẽo làm cho thân thể mềm mại của cô gái run lên bần bật. Vào đúng lúc này, trong lòng của cô ta dâng lên một nỗi sợ hãi không có lý do. Bởi vì ánh mắt vừa nãy của Diệp Thu thực sự rất đáng sợ, phảng phất sự chết chóc giống như thần, tàn nhẫn, lạnh lùng không chứa một chút tình cảm nào. Cô còn thời gian một phút. Diệp Thu lạnh lùng nói. Đi, đi thì đi, hung ác điên cuồng làm cái gì chứ? Cô gái có chút không vui hết cái miệng nhỏ lên, không thể làm gì khác ngoài việc bắt đầu mặc quần áo. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 160.